thư vua thép tự gửi bản thân giúp ông giàu có bằng cả dép bê rốt, vua rừng bút phép và pin ghét cộng là lúc ấp hối trên giường bệnh, ông hoàng kinh doanh vẫn tự giận bản thân vì chưa kịp làm điều này. Andrew Carnegie (1835-1919) là một doanh nhân người Mỹ gốc Scotland và được mệnh danh là vua thép. Ông là người giàu thứ ba trong lịch sử thế giới. Theo Wiki, toàn bộ tài sản của ông thời đó tương đương với 373 tỷ đô la năm 2014, hơn cả khối tài sản của ba người giàu nhất trên thế giới thời bấy giờ là Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett cộng lại. T. I biết rằng Andrew Carnegie từng có thời kỳ vô cùng nghèo khó, bắt đầu với công việc sản xuất ống chỉ, thợ thông nhà vệ sinh cho tới nhân viên đưa tin. Mãi về sau, ông mới theo đuổi tham vọng xây dựng một đế chế thép mang tên mình. Nhờ vào chất lượng thép và uy tín cá nhân mà ông có được hợp đồng xây dựng cầu sắt và đường dây tàu hỏa với chính phủ Mỹ. Dần dần, công ty thép Canis bắt đầu kiểm soát kinh doanh sắt và thép tổng hợp quy mô lớn trên khắp nước Mỹ. Doanh nghiệp này trở thành ông trùm lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong ngành công nghiệp thép ở Mỹ với việc sở hữu nhiều nhà máy sản xuất gang, thép dây, than cốc và đầu máy xe lửa. Năm 1889, công ty Canis Steel Corporation thậm chí vươn lên làm công ty thép lớn nhất thế giới. Năm 1901, khi mà giá trị của Canis Steel Corporation lên tới 480 triệu USD, tương đương 2,1% GDP nước Mỹ lúc đó, Canis quyết định bán lại công ty cho J. Morgan. Nếu tính theo GDP nước Mỹ năm 2014, số tiền này lên tới 372 tỷ USD. Sự nghiệp kinh doanh thành công vang dội đã đưa Canis trở thành người rất giàu có. Ông nổi tiếng là người có quan điểm tìm kiếm tri thức và giá trị chứ không chỉ tìm kiếm tiền bạc trong suốt cuộc đời. Do đó, cani quyết định buông tay sự nghiệp và nghỉ hưu ở tuổi 65. Kể từ đó, ông vua thép tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là giáo dục và hòa bình thế giới. Nghiên cứu khoa học cũng như quyền góp tài sản xây dựng các cơ sở giáo dục, các quỹ từ thiện ở Mỹ và Sơ Cốt Lan, như Carnegie Corporation ở New York, Viện Carnegie Washington, Đại học Carnegie Mellon, Bảo tàng Carnegie Pittsburgh, Quỹ Tài trợ Hòa bình Quốc tế, Quỹ Anh Hùng. Tổng cộng, trong 18 năm cuối đời, Canis đã đem 90% tài sản tương đương 350 triệu USD làm từ thiện. Tuy cho đi với tốc độ nhanh chóng như vậy, đến thời điểm hấp hối trên giường bệnh, ông vẫn rất giận bản thân mình vì vẫn chưa kịp quyên góp nốt 30 triệu USD trong tài sản. Có thể thấy, ông vua thép chưa bao giờ đánh mất cái tôi của mình từ ngày đầu khởi nghiệp. Cho dù thời điểm trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, ông vẫn tâm niệm rằng đàn ông phải tôn sùng thứ gì đó. Nhưng tôn sùng sự giàu có là một trong những điều tồi tệ nhất. Điều đó đã được viết trong bức tâm thư mà ông tự gửi cho bản thân ở tuổi 33 khi mới chỉ nhận mức thu nhập 50 000 USD mỗi năm cuối thư canis khuyến khích bản thân tham gia các vấn đề cộng đồng đặc biệt là cải thiện giáo dục và điều kiện sống của tầng lớp nghèo khổ năm 1889 trong bài luận dơ gót tổ hợp -er, canis một lần nữa thể hiện rõ quan điểm người giàu nên dùng tài sản để giúp đỡ xã hội ông viết người đàn ông để lại tài sản triệu đô sau khi chết sẽ không được thương tiếc vinh danh hay ngợi ca cái chết trong sự giàu sang là cái chết đáng hổ thẹn. Ông khuyến khích người giàu nên làm từ thiện ngay từ lúc sống bằng cách đầu tư vào một lĩnh vực không bao giờ được chăm lo đầy đủ, đó là giáo dục. Nguyên nhân khiến Carnegie đặc biệt quan tâm đến giáo dục cũng xuất phát từ tuổi thơ nghèo khó của ông. Khi đó, ông vua thép không có nhiều điều kiện để đăng ký những chương trình giáo dục cao cấp. Ông chỉ có thể đến thư viện công của đại tá James Anderson để đọc sách miễn phí. Chính những cuốn sách này đã cho Carnegie kiến thức để sau này thành công. Về sau, ông đã hỗ trợ mở 3.000 thư viện công ở nhiều nước. Ngoài thư viện, Canis còn thành lập Viện Công nghệ Canis Pittsburgh, hiện là Đại học Canis Mellon cùng nhiều quỹ hỗ trợ học tập. Điều này đúng với tinh thần mà ông luôn muốn lan tỏa, giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn những gì bạn đã thấy là một động lực cao quý. Trong một bộ phim tài liệu về Canis, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đưa ra nhận định về Andrew Canis rằng ông là người đã truyền cảm hứng để người giàu nhận thức sứ mệnh rõ ràng hơn của mình. Ông luôn tập trung tạo ra sự khác biệt chứ không chỉ đầu tư vào sở thích cá nhân. Ngày 11-8-1919, Andrew Carnegie rút hơi thở cuối cùng trong khi chưa kịp quyên góp hết 30 triệu USD cuối cùng. Tuy nhiên, theo di trúc để lại, số tiền này vẫn sẽ tiếp tục được cho đi, gửi tới các quỹ và các tổ chức từ thiện cần đến nó. Carnegie có một con gái. Ông để lại cho cô một căn nhà cùng một khoản tiền chỉ đủ để sống thoải mái về sau do chi phí bảo trì căn nhà quá tốn kém người con gái của vua thép đã bán nhà đi hành động này như một lời khẳng định cho sự quan tâm chân thành nhất mà canis dành cho cộng đồng điều này cũng được thể hiện thông qua rất nhiều thói quen nhỏ thường ngày của vị vua thép ông luôn cho rằng cần phải công nhận tiềm năng của người khác đúng với giá trị mà họ xứng đáng ông cũng vui mừng cho sự thành công của người khác dành cho họ lời khen ngợi chân thành chú trọng xây dựng mối quan hệ với nhân viên bên cạnh cũng như với các đối tác để thúc đẩy công việc làm ăn kinh doanh Môi trường làm việc lý tưởng sẽ tạo nên tập thể làm việc đoàn kết, gắn bó. Hiểu và nhân rộng những giá trị trong triết lý kinh doanh cách đối nhân xử thế của vua thép nước Mỹ sẽ giúp mọi người có thể sở hữu những mối quan hệ tốt đẹp, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và tạo dựng nên sự nghiệp thành công như chính Carnegie đã làm. Các tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg đã noi gương của ông bằng cách để lại phần lớn tài sản của mình cho xã hội. Theo tụ tu kiếm tiền khủng rồi sung sướng nghỉ hưu sớm, nhiều người phải vật vã đi tìm việc vì vỡ mộng, giá như ai cũng biết sẽ phải đối mặt với những thứ khủng hoảng này. Ở độ tuổi 35 đến 40, nhiều người vẫn phải đi tìm việc vì kế hoạch nghỉ hưu vỡ tan tành. Gamer, 28 tuổi, đang làm một việc mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải làm nữa, tìm việc. Trước đó, khi còn ở độ tuổi 20, Gen đã đặt mục tiêu nghỉ hưu và không làm việc toàn thời gian nữa ở tuổi 35 nhưng sau đó cô quyết định rời ngày nghỉ việc lên sớm hơn khi mới 27 tuổi. Gwen không định nghỉ hưu hoàn toàn mà làm việc linh hoạt sau khi nghỉ việc. Khi đó, cô dự định chuyển đến Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ để ở cùng bạn trai. gần đã tiết kiệm được hơn 130.000 USD trong quỹ hưu trí tư nhân 401.000 đồng, khoảng 25.000 USD trong tài khoản hưu trí cá nhân rót IRA và 20.000 USD tiền mặt. Cô gái trẻ cũng có khoảng 5.000 USD trong tài khoản đầu tư chịu thuế và 10.000 USD trong tài khoản tiết kiệm sức khỏe. Đồng thời cũng hy vọng được nhận khoản trợ cấp mà cô được hưởng. Để bổ sung vào khoản tiết kiệm của mình, quên dự định cho thuê một bất động sản mà cô đã mua. Cô cũng đồng tổ chức một podcast, làm công việc tự do quản lý nội dung và bán trực tuyến các mặt hàng thủ công trên ETI. M đã thực hiện được bước nhảy vọt để độc lập tài chính vào tháng 3 năm 2017 và ngây ngất khi trải nghiệm sự tự do mới của mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc quản lý từ xa bất động sản cho thuê quá phức tạp. Gwen nhận ra rằng bản thân không thích công việc tự do này. Vì một số vấn đề kỹ thuật, cô chưa thể tiếp cận lương hưu của mình. Dự án trên ETI không diễn ra như dự kiến, còn cô và bạn trai cũng đã chia tay. Hiện nay, Gwen đang sống cùng với bố mẹ cho đến khi tìm được một công việc toàn thời gian mới và trở lại thế giới công nghệ thông tin nơi cô bắt đầu. Gamer mơ không đơn độc. Ý tưởng về FIRE đã thu hút không ít sự chú ý trong vài năm qua. Nhiều thành viên của phong trào này sống tiết kiệm để đạt được mục tiêu của họ. Cụ thể, họ đi xe đạp thay vì lái ô tô, hạn chế số tiền chi tiêu cho việc ăn uống và du lịch, thậm chí tự sản xuất thực phẩm và quần áo. Những thành viên của FIRE kết nối trực tuyến thông qua các diễn đàn và nhóm Facebook để khuyến khích nhau tiến bộ. Nhưng rủi ro là không thể tránh khỏi. Trước khi nghỉ hưu, nhiều thành viên của phong trào FIGE đang làm những công việc toàn thời gian, thường là những công việc có thu nhập khá tốt. Nhưng họ sẵn sàng bỏ lại tất cả để sống bằng tiền tiết kiệm trong nhiều thập kỷ tiếp theo của cuộc đời. Và không phải lúc nào kế hoạch nghỉ hưu sớm cũng diễn ra theo cách êm đềm như vậy. Trang web Mr. Money Mustard được nhiều người coi là nơi đã phổ biến ý tưởng nghỉ hưu sớm và khuyến khích những người khác cắt giảm chi tiêu để làm việc ít hơn. Peter Adney, người sáng lập website này đã có thể nghỉ hưu ở độ tuổi 30 nhờ lối sống tiết kiệm, đầu tư vào quỹ chỉ số và đầu tư vào bất động sản cho thuê. Trang web của mình, ông cho rằng số tiền cần thiết để nghỉ hưu sớm không phải là một con số cụ thể vì nó thay đổi theo từng người. Những người có mong muốn về hưu khi chưa đến tuổi phải tính toán số tiền bản thân kiếm được mỗi năm và số tiền thiết yếu để chi trả cho cuộc sống. Ông nói, họ nên giả định lợi nhuận đầu tư là 5% sau lạm phát trong những năm tiết kiệm của họ và họ có thể lập kế hoạch về tỷ lệ rút tiền an toàn 4% khi nghỉ hưu, đôi khi cần có sự linh hoạt. Ông nói, họ cũng nên tạo ra một biên độ an toàn trong trường hợp có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Chuyên gia phân tích tài chính Sue Orman cho biết, bà ghét phong trào nghỉ hưu sớm vì hầu hết mọi người đều không tiết kiệm đủ số tiền cần thiết. Theo bà Orman, những người về hưu sớm thực sự cần thiết phải kiệm tới 5 triệu đô la để đảm bảo an toàn. Và tất nhiên, các thành viên của cộng đồng FIRE không đồng ý. Rachel Bonnow, luật sư và cố vấn tài chính có trụ sở tại Washington, DC, Mỹ cho biết, những sự kiện bất ngờ luôn xảy ra và đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch số tiền bạn cần khi nghỉ hưu lại khó khăn như vậy, dù là ở lứa tuổi nào đi nữa. Bà cho biết, ngay cả những người tương đối sành sỏi về tài chính cũng đánh giá thấp số tiền họ sẽ cần. So với chăm sóc sức khỏe, trách nhiệm gia đình và chi phí nhà ở, việc nghỉ hưu có thể tốn kém hơn và không phải lúc nào bạn cũng theo mong đợi của bạn. Hơn nữa, theo bà dây trồ quát nâu, quyết định quay trở lại thị trường việc làm như quen không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bởi lẽ, trong nhiều trường hợp, việc trình bày với nhà tiền dụng về khoảng trống trong sơ yếu lý lịch vì đã quyết định nghỉ hưu không phải một điểm cộng. Điều này cho thấy, nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với hoàn toàn rời khỏi thị trường lao động. Theo Alison Nozick, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và nhà chiến lược tư vấn tại công ty tài chính cá nhân SoFi. Một số thành viên của phong trào FIRE dự định vẫn làm việc nhưng sẽ không cần phải dựa vào thu nhập từ công việc toàn thời gian nữa. Một số thành viên của cộng đồng FIRE đã chia sẻ về những lý do mà việc nghỉ hưu của họ không diễn ra như mong đợi. Dưới đây là một vài câu chuyện. Khi một cơn bệnh bất ngờ ập đến, cô Lee, một bà mẹ 38 tuổi của ba cậu con trai ở Connecticut, Mỹ, luôn quan tâm đến tài chính cá nhân. Cô ấy không chắc chắn chính xác khi nào mình có thể nghỉ hưu nhưng hy vọng sẽ đạt được sự độc lập tài chính ở một mức độ nào đó khi ngoài 50 tuổi. Để đạt được mục tiêu đó, cô không chỉ siêng năng tiết kiệm mà còn theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh để lấy bằng MBA trong khi vẫn làm việc toàn thời gian. Thói quen của cô đã phát huy tác dụng vào 6 năm trước, khi chồng cô xít chết vì sốc nhiễm trùng, một căn bệnh nhiễm trùng khiến chồng cô hầu như không còn khả năng làm việc. Ảnh minh họa, Internet Giờ đây, kế hoạch nghỉ hưu của gia đình gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Ly, một viễn cảnh mà cô chưa bao giờ ngờ tới khi còn ở độ tuổi 20. Cô ấy lo lắng cho những người đang theo đuổi FIGE trong khi không có tình trạng sức khỏe hoàn hảo hoặc vẫn cần thu nhập của nửa kia. Cô đặc biệt cảnh báo những người có kế hoạch bảo hiểm sức khỏe và khuyết tật, nhưng lại không tính đến các chi phí bổ sung như sửa nhà trong trường hợp có thành viên khuyết tật trong gia đình hay cần mua quần áo và thực phẩm đặc biệt cho họ. Cô Ly cho biết, nhiều người đang xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở không có các tình trạng tiêu cực phát sinh và không có điều gì nghiêm trọng xảy ra với bản thân cũng như những người thân thiết với họ. Thật không may, cuộc sống không đơn giản và dễ dàng như vậy. Mất đi nửa kia của bạn. William M. 45 tuổi sống ở Mason, Ohio, và vợ của ông ấy là Amber muốn nghỉ hưu sớm trước cả khi phong trào này được biết đến nhiều. Kế hoạch của cả hai vốn là khi hai cậu con trai sinh đôi lớn lên, họ sẽ có thể đi du lịch như những cặp vợ chồng son. Ông William là kỹ sư phần mềm còn bà Amber làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học cho đến khi bà mang thai con trai của họ. Hai vợ chồng dành toàn bộ tiền lương của bà Amber để tiết kiệm và chỉ chi tiêu sinh hoạt bằng thu nhập của ông William. Nhưng vào năm 2009, bà Amber được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Ban đầu, bà đã hồi phục và tiếp tục sinh hoạt bình thường. Nhưng căn bệnh ung thư quay trở lại vào năm 2012 đã khiến bà qua đời hai năm sau đó. Giờ đây, ông William một mình chăm sóc hai cậu con trai sinh đôi hiện đã 19 tuổi và cả hai đều phải vật lộn với chứng tự kỷ. Ông William cho biết vợ chồng ông đã có một số quyết định sáng suốt trước khi bệnh của bà Amber được chẩn đoán và cuối cùng là qua đời. Cả hai đều có bảo hiểm nhân thọ. Giờ đây, hợp đồng của bà Amber đã được chuyển thành tiền mặt, ông đã dành những khoản tiết kiệm đó cho các con trai của mình. Và vẫn có thể làm việc linh hoạt. Ông chia sẻ, tôi đã đạt được con số FIGE của mình theo cách tồi tệ nhất có thể ông william vẫn tiếp tục làm việc sau khi vợ qua đời nhưng cảm thấy bản thân không dành đủ thời gian cho các con trai đó là lý do tại sao hiện giờ ông làm việc linh hoạt hơn làm công việc tự do thay vì toàn thời gian lời khuyên của ông dành cho những người dự định nghỉ hưu cùng với người bạn đời là chia sẻ mọi thứ kể cả mật khẩu tài khoản tài chính của bạn và chiến lược tiết kiệm tổng thể bên cạnh đó nên thảo luận trước về những gì cả hai sẽ làm trong trường hợp ly hôn hoặc qua đời trong thời gian amber bị bệnh Vợ chồng ông không bao giờ muốn nói về cái chết, điều mà William gọi là đi đến nơi tăm tối. Tôi không nhất thiết phải hối tiếc về điều đó, nhưng lẽ ra chúng tôi nên có những cuộc trò chuyện về chủ đề này. Ông nói, chào đón thành viên mới của gia đình. Một blogger có tên là Mizit, Simplify, 27 tuổi và chồng cô, 31 tuổi, có thu nhập 26.000 đô la cho gia đình 5 người của họ. Họ làm việc tại một trại ở Tây Nam Hoa Kỳ, người chồng bảo trì hệ thống máy tính của chạy còn người vợ chăm sóc con cái và thỉnh thoảng nhận ca dọn dẹp và chụp ảnh tự do nhưng đi kèm với công việc của hai vợ chồng là nhà ở miễn phí internet miễn phí chăm sóc y tế và thức ăn miễn phí trong những tháng hè trong vài năm tới họ dự định mua một chiếc xe buýt đưa đón học sinh và cải tạo nó thành một ngôi nhà nhỏ nơi họ sẽ sống cùng ba đứa con của mình trong thời gian đó người chồng có thể làm việc từ xa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gia đình sẽ hoàn toàn di động họ hy vọng sẽ theo đuổi nhiều mục vụ khác nhau khi nghỉ hưu cặp đôi nói rằng việc độc lập về tài chính sẽ giúp họ đạt được điều đó nhưng tất nhiên cuộc sống này không dễ dàng như vậy ảnh minh họa internet một trong ba đứa con của họ mới ba tuổi và có một số nhu cầu đặc biệt cậu bé cần được trị liệu bằng giọng nói và vận động hơn nữa hai vợ chồng cũng hy vọng sẽ nhận nuôi thêm nhiều trẻ em vào gia đình trên thực tế, gần đây cặp đôi đã đón thêm một đứa con nuôi vào nhà của họ, vì vậy họ đang chăm sóc bốn đứa trẻ với mức lương tương đương khi nuôi ba đứa. Điều đó sẽ chỉ hoãn kế hoạch FIGE của gia đình. Nhưng không sao đâu, bà Simpoli FI nói. Cặp đôi yêu thương những đứa trẻ và cho rằng, nếu có cơ hội nhận con nuôi, họ có thể rời ngày nghỉ hưu thêm một hoặc hai năm để xây dựng cuộc sống mà họ mong muốn. Bà Simpoli FI còn nói, thời gian sẽ trả lời liệu họ có thể nghỉ hưu hay không. Ngay bây giờ, họ đang thực hiện các bước để biến kế hoạch thành hiện thực, bao gồm cả việc dành hơn một nửa thu nhập của gia đình để trả khoản nợ vay sinh viên còn lại. Cô cũng chia sẻ, dù sao thì những khoản chi phí bất ngờ cũng sẽ xuất hiện. Ít nhất chúng ta sẽ ở một vị trí tốt hơn khi những vấn đề ấy xảy ra. Lời khuyên cho những người đang cân nhắc nghỉ hưu sớm. Chuyên gia tài chính Alison Nozick của Sofi cho biết, bất kể bạn dự định nghỉ hưu ở độ tuổi nào, hãy dành thời gian để tưởng tượng trước bạn muốn cuộc sống của mình sẽ như thế nào điều đó sẽ giúp bạn chỉ định một mức giá cho mục tiêu nghỉ hưu của mình và nếu bạn tiết kiệm quá ít thì cũng không phải là một thảm họa bạn có thể quay lại tham gia thị trường lao động bạn có thể phải giảm chi tiêu hết mức có thể nếu là chủ sở hữu nhà bạn có thể phải xem xét một khoản thế chấp ngược có nghĩa là chuyển đổi một phần vốn chủ sở hữu nhà của bạn thành tiền mặt chỉ cần xem xét những điều chưa biết có thể xảy ra bao gồm biến động thị trường nhu cầu chăm sóc dài hạn và bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra trong mã số thuế và nếu bạn giống như cô gái quen ở trên, bạn có thể tự tin xảy bước. Gwen nói, tôi không cần bất cứ ai nói với mình rằng tôi đã bảo trước với bạn mà. Đây là điều mà bản thân tôi phải tự ý thức được. Nhìn chung, mọi người đều thực sự ủng hộ. Theo Ma Cát ba không giúp người đàn ông thăng 10 cấp chỉ trong 9 năm, sớm áp dụng thì làm nên nghiệp lớn còn không mãi loay hoay cả đời. Chưa cần biết tài năng đến đâu, nhưng một người nếu không sớm loại bỏ ba điều này thì khó làm nên nghiệp lớn. Tăng Quốc Phiên là một trong tứ đại danh thần phục hưng cuối thời nhà Thanh. Ông có con đường quan lộ vô cùng đặc biệt khi thăng liền 10 cấp chỉ trong 9 năm, lập nên đại công danh. Cuộc đời ông đã đạt đến đỉnh cao trong ba điều bất hủ của cổ nhân là lập đức, lập công, lập ngôn. Không ít triết lý nhân sinh của Tăng Quốc Phiên để lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Ông cho rằng nam giới muốn làm việc lớn thì nhất định phải loại bỏ ba điều này. Đâu cũng chính là ba không giúp ông đạt được đến chức quan nhị phẩm. Một, Không tham lam lòng tham là bản năng của con người. Sau khi đạt được điều gì đó, nhiều người không kìm chế được ham muốn của mình. Họ không nắm vững nguyên tắc chấp nhận thực tại để rồi phải trả giá cho lòng tham không đáy của mình. Tham lam ở đây chính là đòi hỏi, mong cầu những thứ mà mình không cần. Tham lam mang đến rất nhiều tai họa. Vì tham mật mà ruồi chết, tham mồi mà hổ chết. Con người cũng vậy, tham lam đánh cược càng lớn, mất đi càng nhiều. Năm xưa Tăng Quốc phiên diệp loạn cũng nhờ giữ cho lòng không tham. Ông không vì ham công lớn mà làm hỏng đại sự cảm giác đánh được thì đánh, không đánh được thì rút quân. Thấy có lợi dễ dàng thì sẽ nghi ngờ, biết điểm dừng ở đâu. Khi có thành quả thì chia sẻ cho những kẻ dưới quyền. Nhờ giữ được lòng trung chính, ông đã lập nên đại công, trở thành đại danh thần có công trung hương nhà thanh. 2. Không lười biếng và kiêu ngạo. Con người muốn đạt thành tựu trong một lĩnh vực nào đó thì phải siêng năng, chăm chỉ. Một khi đã có thói lười biếng thì thành tích dù cao đến đâu cũng không bền lâu. Chính vì lý do này nên ông luôn đau đáu dặn dạy con phải cần cù chăm chỉ. Bởi theo ông lao động sẽ được quỷ thần tôn trọng, chăm chỉ sẽ giúp bạn đạt được danh vọng và tiền tài. Sau khi đứng trên đỉnh cao đó rồi, Tăng Quốc Phiên cho rằng con người không được kiêu ngạo và lộ mãng. Bởi ông nhận định những kiểu người như vậy dù có tài giỏi đến đâu cũng dễ gặp phải chỉ trích và bị cấp trên ruộng bỏ. Thực tế, điều này sẽ dẫn đến mọi ganh ghét, đàn áp và đấu đá lẫn nhau. Cổ nhân thường nói, cậy tài khi người. Người tài thường nhanh nhẹn, tài trí nên có thể nhanh chóng nhận biết cơ hội và nảy ra những ý tưởng hay ho tuy vậy điều duy nhất khiến họ thất bại là vì tính cách kiêu ngạo của chính họ họ luôn phớt lờ người khác cho rằng mình đã đủ giỏi và không cần học hỏi gì từ những người xung quanh vì vậy một khi đã kiêu ngạo những người này sẽ trở nên tự cao tự đại và tự đắm chìm vào vòng hào quang bản thân tự tạo ra mà không để mắt đến những lời nói của người khác cứ như vậy thất bại là điều dễ dàng vì vậy, ông khuyên hậu thế nên rèn luyện tính điềm đạm và cẩn trọng. 3. Không đấu lợi với tiểu nhân Khi Tăng Quốc Phiên mới nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, cấp trên của ông tổ chức mừng thọ cho cha mời ông đến tham dự. Lúc ấy Tăng Quốc Phiên mới làm quan, bổng lộc cũng rất ít, cuộc sống khá thiếu thốn, không có tiền để chuẩn bị lễ vật đi dâng quan trên. Hơn nữa, ông cũng cực kỳ ghét những buổi tiệc thực chất là để vơ vét như thế này. Vì vậy ông nhất quyết không đi. Viên quan kia rất tức giận, May mắn rằng, lúc đó Tăng Quốc Phiên nhờ tài năng của mình thăng liền mấy cấp, rất được trọng dụng, viên quan kia dù giận như thế nào cũng chỉ biết ngậm bổ hòn làm ngọt. Nhưng sau đó, Tăng Quốc Phiên mắc lỗi, hạ liền mấy cấp, lại về dưới quyền của viên quan kia. Không lâu sau, ông ốm nặng, xin phép ở nhà tu dưỡng. Biết là cơ hội báo thủ đã đến, viên cấp trên kia liền quát mắng rằng, người mới bị giáng chức, lại ngay lập tức đã xin nghỉ. Không chăm chỉ làm việc, người xem thường ta sao. Tăng Quốc Phiên đành phải tiếp tục lo công việc trong lúc đau bệnh chỉ cần có cơ hội là viên quan kia lại quát mắng, vạch lỗi của ông. Dùng lời nói xấu đi dèm pha ông ở khắp nơi. Tăng quốc phiên coi như không có gì xảy ra, vẫn một lòng một dạ làm tốt công việc của mình. Sau này, lập được đại công, quyền cao chức trọng, ông cũng chẳng thèm để ý tới viên cấp trên đã làm khó mình khi xưa. Ông nói, kẻ sĩ có ba thứ không đấu, không đấu danh với quân tử, không đấu lợi với tiểu nhân, không so khéo với trời đất đối với bậc tiểu nhân và những việc nhỏ nhặt nếu cứ so đo thì vừa lãng phí thời gian lại lãng phí cả trí lực dây dưa so đo với tiểu nhân bạn sẽ không giải quyết được gì vậy tại sao không dùng thời gian và trí lực đó để rèn luyện bản thân làm nên đại sự không đầu đá so đo còn có thể giảm bớt địch nhân không lo bị người khác hãm hại tiết kiệm thời gian và cũng giúp ta an nhiên thử hỏi nếu lúc nào cũng lo hại người và phòng người hại cuộc sống của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi Huyền thoại chứng khoán Nhật Bản, kinh doanh từ 14 tuổi, rồi thất bại trắng tay, nhờ khả năng phán đoán kiếm được 3 tỷ yên. Thu được chiến lợi phẩm lớn nhất đời ở tuổi 82. Jinzo Kozakawa là người có phán đoán nhạy bén, dự đoán của ông về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán chính xác đến mức kinh ngạc. Vì vậy, ông được giới tài chính Nhật Bản gọi là vị thần của thị trường chứng khoán. Ông Jinzo Kozorog sinh tại Haigo, Nhật Bản vào năm 1897 và mất năm 1992 ở tuổi 95. Kozorog sau khi tốt nghiệp trung học bắt đầu làm việc cho nhiều công ty thương mại khác nhau. Ông tham gia thị trường chứng khoán ở Osaka, sau vài lần đầu cơ, ông đã trở nên nổi tiếng với tên gọi nhà đầu cơ cuối cùng. Các nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng thế giới như Buffett, Soros đều đánh giá cao phương pháp đầu tư của ông. 14 tuổi bắt đầu kinh doanh rồi thất bại trắng tay, gia nhập giới chứng khoán với 70 yên Nhật. Sau tốt nghiệp trung học, Kozergawa bắt đầu gia nhập giới kinh doanh và trở thành một doanh nhân giàu có ở tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính Nhật Bản năm 1927 đã biến ông từ một người giàu có trở thành một người trắng tay. Vậy nên, ông bắt đầu chăm chỉ đọc tất cả các loại sách và tài liệu liên quan đến kinh tế và nắm vững các quy luật cơ bản của sự biến động kinh tế. Sau 3 năm nếm trải cuộc sống nghèo khó, vừa quyết định tham gia đầu tư chứng khoán, với số vốn đi vay chỉ 70 yên ông nhanh chóng kiếm được 7.000 yên và trở thành một huyền thoại trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Vào năm 1933, ông dự đoán chính xác rằng Mỹ sẽ ngừng áp dụng chế độ bản vị vàng thông qua những phân tích về số lượng tiền giấy được phát hành, số dư tài khoản và lượng vàng hiện có của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, vì vậy ông đã bán khống lượng lớn cổ phiếu. Không lâu sau, Mỹ tuyên bố bãi bỏ bản vị vàng thị trường chứng khoán nhật bản ngay lập tức lao dốc và đóng cửa một tuần sau đó chính phủ nhật bản tuyên bố các cổ phiếu đã được mua và bán sẽ được quyết toán ở mức giá đóng cửa trước khi mỹ dừng chế độ bản vị vàng điều này đã làm vỡ giấc mộng tỷ phú của kozuka nhưng dự đoán chính xác của ông đã gây chấn động toàn bộ thị trường chứng khoán nhật bản nhờ tài năng phán đoán thu về ba tỷ yên nhưng ngủ quên trên thắng lợi trước mắt Năm 1976, do nhu cầu sử dụng xi măng ở Nhật Bản giảm mạnh, các nhà máy xi măng vừa và nhỏ lần lượt đóng cửa. Tuy nhiên, với phân tích của mình, Kozawa tin rằng tình hình suy giảm của các công ty xi măng đã chạm đáy. Vì để giải quyết vấn đề thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng, chính phủ nhất định sẽ tiến hành các dự án xây dựng quy mô lớn. Nhu cầu sử dụng xi măng chắc chắn sẽ tăng vọt. Do đó, Kozawa bắt đầu âm thầm mua cổ phiếu của các công ty xi măng Nhật Bản với giá rẻ. Sự thịnh vượng của ngành công nghiệp xi măng Nhật Bản dần hồi phục, kéo theo giá cổ phiếu bắt đầu tăng cao. Vào thời điểm này, Kozergawa đã mua 30 triệu cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận hơn 3 tỷ yên. Theo phân tích về tình hình cung cầu và thị trường kim loại, ông nhận thấy giá đồng đã chạm đáy kể từ lần giảm mạnh vừa qua, dự kiến sẽ sớm tăng trở lại. Vậy nên, ông đã đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác đồng. Năm 1979, giá đồng toàn cầu tăng vọt ông nắm trong tay 22 triệu cổ phiếu của công ty khai thác đồng, tương đương với giá 30 tỷ yên trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, vì lòng tham mà ông đã bỏ lỡ cơ hội bán ra tốt nhất, số vốn đầu tư 3 tỷ yên suýt chút cũng mất trắng, tạo nên huyền thoại dự đoán thị trường chứng khoán. Vào một buổi sáng năm 1981, tin tức về việc phát hiện ra các mạch vàng chất lượng cao ở mỏ Hihi Chariki một lần nữa khiến Kozakawa cảm thấy hào hứng. Ông suy luận từ những thông tin trên báo rằng mỏ Hihi Chaziki là một mỏ vàng có giá trị đáng kinh ngạc. Ông lặng lẽ mua cổ phiếu của công ty khai thác mỏ vàng này, số liệu khảo sát sau đó đã xác thực suy luận của ông. Khu vực khai thác có ít nhất 100 tấn vàng, trị giá hơn 250 tỷ yên. Do đó, giá cổ phiếu tăng vọt nhanh chóng, lúc này số cổ phiếu ông nắm giữ đã lên tới 50 triệu, chiếm 16% số cổ phiếu đang lưu hành trong công ty. Để tránh lặp lại sai lầm lần trước, Ông nhanh chóng bán ra và kiếm được khoản lợi nhuận hơn 20 tỷ yên, tạo ra một huyền thoại trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Kỷ lục cao nhất của ông trên thị trường chứng khoán chính là kiếm được 20 tỷ yên ở độ tuổi 82. Với 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, ông đã đúc kết ra ba nguyên tắc con rùa, triết lý đơn giản này đã nhiều lần tạo nên kỳ tích trên thị trường chứng khoán. Ông chỉ ra rằng, nếu bạn muốn kiếm được một khoản lợi nhuận nhất định từ cổ phiếu, bạn phải có một thái độ nghiêm túc và một phương pháp ổn định, nhưng điều này không dễ đạt được nếu bạn có ý định dựa vào cổ phiếu để làm giàu ngay từ đầu thái độ đầu tư này chắc chắn sẽ khiến bạn thất bại do đó trên thị trường chứng khoán các nhà đầu tư nên giống như một con rùa quan sát tỉ mỉ và mua bán thận trọng theo ông đầu tư vào cổ phiếu giống như cuộc đua giữa rùa và thỏ thỏ quá tự tin và bị chiến thắng làm cho lóa mắt dẫn đến thất bại mặc dù rùa đi chậm nhưng nó rất vững vàng và thận trọng nên giành được chiến thắng cuối cùng ba nguyên tắc con rùa một nên lựa chọn và sở hữu dài hạn những cổ phiếu tiềm năng có triển vọng trong tương lai nhưng chưa được nhiều người chú ý hai theo dõi những thay đổi của nền kinh tế và thị trường chứng khoán mỗi ngày đồng thời chăm chỉ nghiên cứu ngày ba đừng quá lạc quan đừng nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng mãi và bạn phải thực hiện giao dịch bằng tiền của chính mình thị trường chứng khoán thay đổi khôn lường nếu bạn không dày công nghiên cứu và cứ quyết định vội vàng bạn sẽ dễ dàng vấp ngã Cách bạn bước đi nên giống với chú rùa, mặc dù chậm nhưng vững chãi và thận trọng. Khi bạn đang cảm thấy mọi việc thuận buồm xuôi gió, thì đừng quên lời khuyên của Cozarkaew: chỉ ăn no 80%, không bệnh tật và không muộn phiền. Hãy kiềm chế lòng tham và thu về khi đã đạt một lợi nhuận nhất định. Một điểm chung của những người kiếm tiền giỏi: thả lỏng chân ga, đạp phanh đúng lúc, thả lỏng bản thân, đừng việc gì cũng ôm đồm vào người. Những việc không mang lại giá trị riêng cho bạn nên sớm gạt bỏ. Bạn đã bao giờ nhận ra một sự thật rất vũ phàng này chưa? Những người bận rộn thì ngày một bận rộn hơn. Ví dụ, một số người tăng ca từ tận sáng sớm đến tối mịt, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thoải mái, ngủ một giấc đã bắt đầu ngày mới. Ngày hôm sau họ cũng không còn sức lực để làm nữa, phải tăng ca để hoàn thành công việc được giao. Vì thế lại bước vào một vòng luẩn quẩn mới. Có một số người làm đến hai, ba công việc bán thời gian để kiếm tiền nhưng thể chất họ dần kiệt quệ thời gian dư giả cũng không có vì thế không kiếm ra được bao nhiêu tiền tại sao lại như vậy chỉ khi chúng ta có thể tự vượt qua được chướng ngại tâm lý và tầm nhìn hạn hẹp của mình chúng ta mới có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn làm việc mù quáng đó khi một người bận rộn mà không có phương hướng chính xác anh ta khó có thể nghĩ ra điều gì là quan trọng nhất điều gì nên ưu tiên đồng thời bởi vì quá bận rộn mà dẫn đến việc lười suy nghĩ những nhà quản lý nào chỉ biết làm kinh doanh mà quên mất việc phải đào tạo người kết quả sau này sẽ ngày càng mệt mỏi hơn bởi vì hiệu suất của một cá nhân không tốt nguyên tập thể đều như thế cả công ty không thể nào khá hơn được có người làm một lần hai ba công việc bán thời gian nên trí tuệ tinh thần sức lực bị giảm sút càng đáng sợ hơn là những công việc bán thời gian đó không hề đem lại cho họ tiềm năng phát triển nào trên thực tế, rất nhiều người biết rõ việc mình làm là thế nào, nhưng họ lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, vì ngại thay đổi thực tế. Chúng ta nên nhớ một điều, người kiếm tiền giỏi phải biết nới lỏng chân ga đúng lúc. Thả lỏng bản thân, đừng việc gì cũng ôm đồm vào người. Những việc không mang lại giá trị riêng cho bạn, nên sớm gạt bỏ. Khi bạn cảm thấy đang đánh mất giá trị cá nhân, vậy hãy sớm xem lại vấn đề nằm ở đâu. Ví dụ, một trong những điều quan trọng nhất của một người quản lý là đào tạo con người, khả năng của một người là có hạn nhưng mục tiêu thì không ngừng tăng lên chỉ khi mỗi người trong nhóm đều tài giỏi thì mục tiêu của nhóm mới sớm hoàn thành tốt được ngoài ra chúng ta cũng nên dành thời gian nhất định để suy nghĩ và học hỏi mỗi ngày nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình khi nào cần phải đạp phanh khi bạn thấy mình bận rộn đến mức không còn thời gian để phát triển khi bạn cảm thấy công sức bản thân bỏ ra đều không có tác dụng gì hay khi bạn cảm thấy vô cùng chán nản về cuộc đời hãy cố gắng đạp phanh đúng lúc bạn có thể đạp phanh và dừng lại vòng lặp bất tận này bạn cũng có thể lựa chọn đi nghỉ ngơi dài hạn ở đâu đó trong khoảng thời gian này suy nghĩ kỹ về việc mình cần làm sắp tới học hỏi và tích chữ năng lượng tích cực cho bản thân tránh rơi vào tình trạng bơn ao tuy nhiên muốn đạp phanh cũng cần rất nhiều quyết tâm và những thời điểm quan trọng nhất đó cũng là liều thuốc mạnh để giải thoát bản thân khỏi hoàn cảnh hiện tại nếu bạn đã quyết định tham gia trò chơi bạn sẽ bị buộc tiến về phía trước thế nên bạn chỉ có thể phá vỡ quy tắc trò chơi để tự mình thoát ra và tìm đến một thế giới rộng lớn hơn Nâng cấp tư duy, giảm tính tiêu cực. Khi chúng ta nâng cấp được tầm năng lượng tư duy của bản thân, chúng ta có thể giảm được sự mơ màng, mất phương hướng lúc trước. Nhưng muốn nâng cấp được tư duy, điều quan trọng đòi hỏi bạn cần làm là phải thực hành. Tư duy hệ thống gồm 3 điểm: tư duy sâu sắc, tư duy năng động và tư duy toàn cục. Tư duy sâu sắc, cái gọi là tư duy sâu sắc nghĩa là bạn phải nắm được bản chất của sự vật, hiện tượng. Nếu bạn là người quản lý, bạn phải có kỹ năng giải quyết vấn đề phải tự hỏi bản thân làm gì để có thể đạt được mục tiêu cá nhân tư duy năng động một người đánh giá sai một vấn đề không phải vì anh ta biết quá ít mà là vì anh ta quá tin vào những gì thấy được trên mạng xã hội nhưng bạn nên biết rằng những thứ đăng trên mạng chỉ mới là phần nổi còn những tảng băng chìm mà chúng ta chưa để ý tới lúc này chúng ta phải có sự linh hoạt trong tư duy tin những điều cần tin đừng để sự thật bị che mở tư duy toàn cục nhiều người luôn nhìn vấn đề ở góc độ phiến diện, chẳng hạn khi lãnh đạo đưa ra quyết định, người bên dưới cho là vô lý, nhưng kỳ thật bởi vì họ chưa đứng từ góc độ của lãnh đạo mà suy xét vấn đề thôi. Với mỗi vị trí khác nhau, chúng ta phải có những tư duy không giống nhau. Lúc phân tích mục tiêu cũng phải có tư duy tổng thể, làm tốt công việc công tác của chính mình. Vậy nên mới nói, tư duy và thái độ là thứ rất quan trọng. Chúng ta phải không ngừng nâng cấp tư duy, bứt phá khỏi ranh giới của chính mình để không tự mắc kẹt trong những suy nghĩ hạn chế người giàu thường sở hữu bốn từ duy sói những điều làm nên sự khác biệt giữa người giàu và số còn lại chính là sự nhạy bén với cơ hội và cách họ sẵn sàng mạo hiểm gần giống như với bản chất của chó sói khi săn mồi trong tự nhiên sói là loài động vật săn mồi cực kỳ nhạy bén chủ động biết nắm bắt thời cơ nhờ sự phán đoán dựa trên tình hình thực tế sở hữu những kiểu tư duy giống như bản chất của loài sói bạn sẽ xây dựng sự nghiệp vững vàng thành công chỉ là vấn đề thời gian ngày một nhanh nhạy đón đầu cơ hội Chó sói có thị lực và khứu giác nhạy bén, có thể nhanh chóng phát hiện ra con mồi. Điều này cũng đúng với người giàu, họ thường rất nhạy bén, giỏi phát hiện cơ hội thông qua quan sát và phân tích thực tế. Mọi người nghĩ rằng nhóm người siêu giàu luôn có sẵn điều kiện, cơ hội để phát triển nhưng với những triệu phú tự thân. Cơ hội là do họ tự tạo ra và nắm bắt. Đối mặt với con mồi, sói luôn truy đuổi giao giết và sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Người giàu cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, cho dù hy vọng nắm bắt cơ hội này rất mong manh nhờ sự kiên trì, nỗ lực mà họ dễ thành công hơn khi mọi người xung quanh đã vội từ bỏ. Cá mập Mark Cuban là một điển hình của việc tìm thấy cơ hội kinh doanh ở mọi nơi. Từ khi 16 tuổi, biết tin tờ báo địa phương đình công, ông đến thành phố khác để mua báo và bán chúng lại cho người dân cho đến khi cuộc đình công kết thúc. Giá bán lại gấp 5 lần giá gốc nhưng vẫn bán vô cùng chạy. Kinh nghiệm kinh doanh từ những năm tháng đi học đã góp phần không nhỏ vào thành công của Cuban sau này. Hai, khủng hoảng cũng có thể trở thành cơ hội sói cực kỳ bình tĩnh khi đối mặt với hiểm nguy nhờ vậy nên chúng rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội để tồn tại trong mọi hoàn cảnh đối với người giàu khủng hoảng chưa hẳn là thảm họa chỉ cần biết xử lý đúng cách thì không những giải quyết được khủng hoảng mà còn tìm thấy cơ hội trong đó người giàu biết rõ rằng khủng hoảng được tạo thành từ nguy hiểm và cơ hội nguy hiểm dẫn đến thất bại cơ hội sinh ra thành công chỉ cần họ có thể tìm thấy cơ hội trong khủng hoảng và sử dụng chúng một cách khéo léo điều xấu có thể biến thành điều tốt và mấu chốt là giữ bình tĩnh như một con sói. Tom Ferry là người sáng lập tập đoàn bất động sản lừng danh Tom Ferry. Năm 2007 đến 2009, khi thị trường khủng hoảng, công ty của Ferry phải đối mặt với nhiều thử thách mới mới thành lập 2 năm. Ông đã quyết định tập trung vào các dịch vụ khách hàng theo nhu cầu của hoàn cảnh mới. Anh đã tìm cách giúp các doanh nghiệp khác thích nghi với điều kiện mới của thị trường, tăng gấp đôi các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho khách hàng. Nhờ đó, Ferry đã phục hồi và thích nghi sau giai đoạn khó khăn này, thậm chí còn tạo ra nhiều mối quan hệ và được truyền thông ưu ái. Ba, không chờ đợi may mắn. Một trong những ưu điểm lớn nhất của sói chính là tính chủ động. Chúng sẽ không đợi con mồi xuất hiện mà luôn chủ động tấn công. Cũng như vậy, những người giàu có thực sự sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống. Họ chỉ biết rằng sự giàu có chỉ có thể đạt được thông qua sự siêng năng và chăm chỉ và cơ hội chỉ có thể có được thông qua sự nỗ lực và phấn đấu của chính bản thân mình. Theo Tom Colly. Một người nhiều năm nghiên cứu về các triệu phú, 94% người thành công mà ông gặp nói rằng họ không bao giờ chơi những trò may rủi như cờ bạc. Họ tin rằng may mắn không đến ngẫu nhiên và giúp họ giàu nhanh chỉ sau một đêm. 4. Sẵn sàng mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Một con sói sẽ làm gì nếu nó phải chấp nhận rủi ro lớn để bắt được con mồi? Chỉ có một đáp án, đó chính là mạo hiểm. Thành công luôn đòi hỏi mọi người cần có sự đánh đổi nhất định. Bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân cũng là một bước trong hành trình đạt được những thành tựu. Triệu Phú tự thân Marcus Aurelius từng nói rằng có quá nhiều người để nỗi sợ hãi ngăn cản họ đưa ra quyết định quan trọng, nhưng họ không biết rằng dù thất bại, đó vẫn có thể là một cách để học các kỹ năng mới. Những người may mắn nhất trong kinh doanh là những người sẵn sàng đón nhận những rủi ro lớn nhất. Tất cả chúng ta đều có thể tạo ra may mắn cho mình bằng cách chấp nhận những rủi ro cần thiết để mở ra cánh cửa dẫn đến sự thay đổi. Tiến bộ và thành công, tỷ phú Di Chát Bờ Gian từng chia sẻ. Cá mập Kevin O'Leary và triệu phú tự thân Mỹ khuyên bạn có tiền cũng đừng mua xe hơi, chẳng cần thiết đến thế. Xe hơi là tài sản được nhiều triệu phú tích cực đầu tư, thậm chí sở hữu cả bộ sưu tập. Nhưng nhà đầu tư đình đám của sắc tanh Mỹ và triệu phú tự thân David Park lại có quan điểm ngược lại. Theo triệu phú tự thân David Park, sở hữu một chiếc xe hơi mới có vẻ ngầu nhưng thực tế nó chẳng đáng tiền chút nào. Không có gì lãng phí hơn mua một chiếc xe mới. Đó có thể là quyết định tài chính tồi tệ nhất bạn sẽ đưa ra, tác giả sách bestseller David Park chia sẻ với CNBC Make In. Đó là bởi ngay thời điểm bạn lái nó, phương tiện này bắt đầu giảm giá trị. Ngay trong năm đầu tiên, nó có thể mất đến 20-30% giá trị ban đầu và trong 5 năm tiếp theo, 60% giá trị chiếc xe sẽ bốc hơi. Thậm chí còn hơn thế. Tệ hơn nữa là nhiều người vay mượn để mua xe. Sao bạn lại mượn tiền để mua thứ tài sản sẽ ngay lập tức giảm giá trị 30% nhỉ?" David bác nói. "Trước khi cân nhắc mua xe hay không, bạn nên nghĩ xem bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền cho một chiếc xe ô tô mới trong thời gian dài. Đừng nghĩ về các khoản thanh toán hàng tháng, hãy nghĩ đến các khoản thanh toán theo năm cơ. Nghĩ đến toàn bộ thời hạn của các khoản vay. Các công ty ô tô chỉ tìm cách làm cho bạn nghĩ mình có thể chi trả được theo từng tháng." Triệu Phú Tử Thân giải thích thêm, nếu bạn đang chi 500 USD mỗi tháng cho chiếc xe đó thì đó là 6.000 USD mỗi năm. Chưa bao gồm bảo hiểm xe hơi hay xăng. Đó có thể là 2 đến 3 tháng thu nhập của bạn. Hãy tự hỏi bản thân bạn có thực sự cần một chiếc xe đẹp như vậy hay chỉ cần một chiếc xe rẻ hơn, có thể cũ một chút, nhưng trông vẫn đẹp và chạy tốt. Thay vì mua xe mới, bác khuyên bạn hãy mua những chiếc xe sắp hết hạn hợp đồng thuê từ 2 đến 3 năm vì những chiếc xe đó gần như mới tinh mà giá lại rẻ đến 30% so với giá gốc ban đầu. Có những chiếc còn chưa sử dụng nhiều, được bán lại trong tình trạng rất tốt với giá hời. David Park không phải chuyên gia tài chính duy nhất có quan điểm không nên mua xe hơi. Nhà đầu tư đình đám của sách tanh Mỹ cũng cho rằng xe riêng chẳng cần thiết như bạn tưởng. Bạn đang nghĩ về việc mua một chiếc ô tô. Để tôi cho bạn ý kiến của tôi, đừng mua lia gì nói với CNBC Make It, ô tô tốn rất nhiều chi phí bảo trì, bảo hiểm và bị khấu hao, Điều đó có nghĩa là khi chúng giảm giá trị, bạn sẽ mất tiền. Giả sử tôi trả 25.000 USD để mua nó, hai năm sau, nó chỉ còn giá trị chưa đến một nửa. Từ chính trải nghiệm của Olyazi, ông cũng khuyên bạn đừng thuê ô tô. Triệu phú này chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc gọi xe Uber. Ông có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể và hài lòng vì điều đó. Khi vẫn muốn đi làm bằng ô tô mà muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn dịch vụ đi chung. Tôi biết những người đi hàng dặm chỉ với 8 USD, mà vẫn lựa chọn được mức độ sang trọng của chiếc xe bạn muốn. O'Leary chia sẻ. Theo một phân tích năm 2017 của trang web tài chính cá nhân NerdWallet, tại một số nơi ở Mỹ đi lại bằng Uber còn rẻ hơn lái ô tô của chính bạn. Trong đó có nhiều thành phố lớn như New York, Chicago, Washington d -K. Theo nhà đầu tư sắc tanh, hãy sử dụng tiền tiết kiệm để xây dựng sự giàu có, trả hết nợ bằng cách không mua những thứ bạn không cần. Bạn đang làm việc trong một thành phố có thể đi lại bằng nhiều phương tiện khác nhau. Hãy thử chúng. Đừng mắc kẹt 25.000 USD vào một chiếc ô tô. Cố vấn tài chính Suo Mừng cũng khuyên mọi người nên mua những chiếc xe đã qua sử dụng, chọn một mẫu bạn có đủ tài chính để mua thay vì những mẫu trồng ấn tượng. Một trong những cách tốt nhất để quản lý tài chính hiệu quả là chi tiêu ít nhất có thể cho một chiếc ô tô đáp ứng nhu cầu của bạn. Cô viết trên blog cá nhân của mình. Theo CNBC. Bốn thói quen tự do tài chính giúp cô gái 34 tuổi thu nhập thụ động hơn 150 triệu đồng tháng. Luôn sống trong nỗi ám ảnh về sự thiếu thốn từ gia đình, Amber Ligerjan luôn khao khát một cuộc sống dư giả, dạ, không chịu áp lực về tài chính. Nhờ những bí quyết và nỗ lực của bản thân, cô đã có thể sẵn sàng nghỉ hưu bất cứ lúc nào nhờ sự dư giả dạ từ các khoản thu thụ động. Từ nhỏ, gian đã bị ảnh hưởng lớn từ tư duy tài chính của gia đình. Mẹ cô luôn lo lắng sẽ có một ngày gia đình không còn một xu dính túi. Bố cô thì luôn lặp đi lặp lại rằng tôi sẽ làm việc cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Chính vì vậy, với gờ gian, tiền bạc luôn được gắn với sự khan hiếm và những lo lắng. Tôi không muốn có một cuộc sống mà tôi thường xuyên lo lắng về việc liệu chiếc xe của mình có bị hỏng để chúng tôi phải đi xe buýt hay không. Những suy nghĩ ấy luôn đặt tôi vào trạng thái căng thẳng, cô nhớ lại. Bằng những nỗ lực của bản thân, hiện tại mức lương của Gian đã lên đến 145.000 đô la một năm, cộng với tiền thưởng hiệu suất lên tới 20%. Với tư cách là người quản lý dự án cấp cao tại một công ty công nghệ, ngoài ra cô còn kiếm thêm 78.000 đô la thu nhập hàng năm từ hai bất động sản cho thuê tại địa phương ở Denver. Danh sách những khoản đầu tư bất động sản đã đủ để để đảm bảo cho ra một cuộc sống thoải mái và sự độc lập về tài chính, nghĩa là cô có thể nghỉ việc và nghỉ hưu sớm nếu muốn. Tuy nhiên, Ger gian chưa có kế hoạch làm điều đó. Hiện tại, cô đã có khối tài sản dòng lên đến 835.000 đô la và dưới đây là những bí quyết giúp cô đạt được điều đó. Hình thành thói quen tiết kiệm, Gian đã làm việc khoảng 20 giờ một tuần tại các nhà hàng và tiệm bánh trong thời gian học trung học. Đến năm 19 tuổi, cô đã tiết kiệm được khoảng 6.000 đô la. Sau khi đến Los Angeles, Gian nhận được một công việc phục vụ bàn ở Hermosa bích với thu nhập khoảng 20.000 đô la một năm. Số tiền ấy không quá nhiều nó vượt quá mức mà gian cần để sống. Nhờ việc thuê chung một căn nhà cùng 6 người bạn khác, cô chỉ tốn 250 đô la một tháng cho tiền thuê nhà. Gờ gian luôn có kế hoạch để dành tiền cho tương lai, tôi luôn làm việc giống như mọi người. Họ cũng kiếm được nhiều tiền như tôi, nhưng họ không bao giờ tiết kiệm được số tiền như tôi. Tôi tiết kiệm liên tục không phải để nhìn thấy một con số lớn trong tài khoản ngân hàng mà là tự do theo đuổi cuộc sống ở bất cứ đâu mà bản thân muốn. Từ ngày 18 đến 25 tuổi, Amber Lee Gerson dùng tiền tiết kiệm để thường xuyên đi du lịch. Từ 19 đến 25 tuổi, Gian đi lại giữa La, New York, Thái Lan, Úc và Tucson, Arizona trước khi cuối cùng định cư ở Denver. Ở mỗi nơi mới, cô đều sẽ tìm được một công việc được trả một mức lương đủ sống trước khi chuyển sang cuộc phiêu lưu tiếp theo. Với sự làm việc chăm chỉ đi đôi với hưởng thụ, gian vẫn kiếm được từ 13.000 đến 20.000 đô la một năm. Tăng thu nhập đi đôi với tiết kiệm, để có được thu nhập cao hơn, gian đã quyết định đăng ký học tại Cao đẳng Cộng đồng Denver ở tuổi 25. Cô không phải trả học phí nhờ các khoản trợ cấp và hỗ trợ tài chính của chính phủ. Thật may mắn là khi chuyển đến Đại học Cô Lô ở Boulder, cô cũng không phải trả học phí. Tôi không thể chấp nhận được việc tốt nghiệp với khoản nợ 40.000 đô. Vì vậy, tôi lại nộp đơn cho khoảng 20 học bổng khác nhau và tốt nghiệp mà không có chút áp lực nào về nợ nần. Gian chia sẻ, cô tốt nghiệp năm 2017 với tấm bằng về chiến lược quản lý kinh doanh và khởi nghiệp. Gazan đã quyết định thử nhiều công việc khác trước khi có được công việc ổn định đúng ngành ở tuổi 29. Cô ấy kiếm được 52.000 đô la một năm và vẫn có được khoản tích lũy do chi phí sinh hoạt thấp. Cô chia căn nhà 3 phòng ngủ với hai người bạn cùng phòng với giá 400 đô la một tháng. Đến tháng 2 năm 2019, mức lương của Gazan đã tăng lên 65.000 USD. Cô và bạn trai vào thời điểm đó quyết định mua một căn nhà và dọn đến ở cùng nhau. Để trả trước 20% cho căn hộ, họ đã đóng góp 25.000 đô la mỗi người. Tuy nhiên, mối quan hệ không được bền lâu nên một năm sau, Gian buộc phải mua lại căn hộ với giá rẻ. May mắn thay, ngay trong thời điểm đó, Gian đã được thăng chức đảm nhận vai trò quản lý dự án của công ty với hợp đồng mới đi kèm với mức lương 115.000 đô la một năm. Chính vì vậy, cô không bị rơi vào tình trạng thiếu thốn, theo đuổi sự độc lập tài chính thông qua đầu tư bất động sản. Trong thời gian học đại học, các giáo sư của Ngờ Gian không phải là những người duy nhất dạy cô về tiền bạc. Cô ấy cũng theo dõi Mr. Money Mustard của Peter A. Derny, một nhân vật hàng đầu trong phong trào F.I.G.E., -E, viết tắt của sự độc lập về tài chính. Nghỉ hưu sớm, Ngờ Gian đặc biệt ngưỡng mộ cách tiếp cận đầu tư bất động sản của nhiều tín đồ F.I.G.E., -E, mua thêm bất động sản để thu nhập cho thuê có thể làm giảm chi phí sinh hoạt của họ và mang lại nguồn thu nhập đa dạng. Gờ Gian đã mua một căn nhà thứ hai vào năm 2021, một căn nhà song lập khác, tài trợ cho khoản trả trước thông qua sự kết hợp giữa tiết kiệm tiền mặt và hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu đối với bất động sản đầu tiên của mình. Gờ gian đã trả lại khoản vay trong vòng một năm. Hiện nay, cô đã cho những người thuê dài hạn thuê các tầng trên cùng của cả hai căn hộ song lập. Khoản thu từ việc cho thuê đó đủ để trang trải các khoản thanh toán thế chấp cho hai căn nhà. Các căn hộ thấp nhất trên Airbnb đã mang lại khoảng 6.500 đô la tiền lãi mỗi tháng cho gờ gian. Khao khát nghỉ hưu sớm. Hiện tại, tiền lương và thu nhập từ bất động sản của gian là quá đủ để hỗ trợ ngân sách hàng tháng của cô và đối tác bao gồm khoản thanh toán thế chấp cho một ngôi nhà mà cặp vợ chồng mới mua ở denver chỉ riêng thu nhập từ bất động sản của gian cũng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của cô nghĩa là cô không cần thiết phải đi làm tuy nhiên với sự chào đời của người con đầu lòng vào mùa thu vừa rồi gia đình cô cũng có thêm những khoản chi khác sự vững vàng về tài chính đã mang lại cho gian sự an tâm khi làm mẹ tôi đã có thể chi tiêu và thực sự có được bất cứ thứ gì chúng tôi cần cho con mình. Người gian dự định sẽ tiếp tục làm công việc toàn thời gian của mình trong ít nhất 3 đến 5 năm nữa, đủ thời gian để cô tăng khoản tiết kiệm hưu trí từ 240.000 đô la lên khoảng 750.000. Sau đó, cô hy vọng sẽ nghỉ hưu và rút khoảng 4% mỗi năm từ khoản tiết kiệm của mình, số tiền này sẽ chuyển thành thu nhập hàng năm là 30.000 đô la cộng thêm 78.000 đô la thu nhập cho thuê hàng năm và gờ gian đạt được một con số mà cô ấy có thể sống thoải mái nếu mà không cần công việc toàn thời gian. Cô chia sẻ, tôi thích gặp gỡ bạn bè ở nước ngoài và đến những nơi khác nhau, tìm hiểu văn hóa, ăn những món ăn khác nhau, học ngôn ngữ và chúng tôi muốn cho con mình tiếp xúc với điều đó. Vì vậy, đó là điều mà FIGE sẽ mang lại cho chúng tôi, rằng chúng tôi có thể linh hoạt ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Ông chủ bất động sản Trung Quốc, tại sao sau 35 tuổi nhiều triệu phú mới thành công? Không phải nhờ chăm chỉ mà đó là lúc họ làm được ba điều này. Theo doanh nhân Feng Lun, qua ngưỡng tuổi 35, điều khiến con người sợ hãi nhất không phải không có tiền mà là mất phương hướng. Vậy làm sao để đi đúng trên con đường thành công? 35 tuổi là thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp của một người. Su Đông còn cảm thấy, nếu 35 tuổi chưa thành công, về cơ bản mong ước làm giàu sẽ càng bế tắc. Nhưng trên thực tế, nhiều triệu phú đạt được đỉnh cao của sự nghiệp ở độ tuổi ngoài 40. Khi Zen Zen Bi 35 tuổi, ông còn vẫn còn trong quân đội và thành lập Huawei ở tuổi 43. Lưu trao trai rời Học viện Khoa học Trung Quốc ở tuổi 40 và thành lập Lenovo. Lê Jun thành lập Xiaomi khi đã bước sang tuổi 41. Ông chủ bất động sản Feng Lun ở tuổi 33 từ chức cán bộ cấp phó phòng để đi kinh doanh. Feng Lun từng nghèo đến mức không đủ tiền mua vé tàu, chỉ khi bước qua ngưỡng 35 mới có thể thành công vang dội. Trở thành doanh nhân thành đạt đáng ngưỡng mộ. Theo Feng Lun, sở dĩ những triệu phú này sau 35 tuổi mới thành công bởi khi đó mới là lúc họ làm được ba điều này. Khi bạn kiên trì thực hiện những việc này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt, thành công không còn xa tầm với. Ngày 1, vượt qua sự mất phương hướng. Khác với tuổi trẻ, tuổi 35 luôn có nhiều lo lắng. Bạn đã bao giờ suy nghĩ kỹ mình sợ điều gì nhất chưa? Một lần, Feng Lun và người bạn thân đi khám phá sa mạc Gobi ở Tân Cương không ngờ trời quá nóng xe hỏng giữa đường điện thoại di động không có sóng lương khô và nước uống cũng gần hết trên sa mạc gobi bỏng rát nhóm người rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi không đáy nhờ trải nghiệm này feng luôn nhận ra con người sợ nhất khi nào không phải không có tiền không phải không có nước mà là không có phương hướng khi biết cần đi về hướng nào bạn có thể thoát khỏi sa mạc gobi và được giải cứu dù điều kiện có khó khăn đến mấy con người cũng sẽ không quá hoảng loạn Điều thực sự khiến mọi người sụp đổ chính là kiểu tuyệt vọng nhìn xung quanh, một sa mạc mênh mông không lối thoát. Hầu hết những người 35 tuổi đều từng trải qua cảm giác mông lung bối rối này. Chỉ khi xác định được con đường cần đi, bạn mới có thể chịu đựng, kiên trì vượt qua những khó khăn trước mắt. Vậy làm thế nào để thấy được hướng đi? Trong giới startup có một khái niệm gọi là sản phẩm khả thi tối thiểu MVP. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra đó là các bước nhỏ của thử nghiệm và có lỗi sai rồi lặp lại nhanh chóng thông qua chu trình sản xuất xem xét điều chỉnh tái sản xuất chúng ta sẽ tìm được lộ trình phát triển đúng đắn ví dụ nếu ai đó muốn làm phim tốt hơn hết là bắt đầu với phim trực tuyến có chi phí thấp hơn trước tiên hãy tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh đưa nó ra thị trường để quan sát phản ứng của khán giả sau đó xác định bước tiếp theo nói cách khác nếu bạn muốn tạo ra những đổi mới trong công ty của mình bạn cũng có thể chọn một bộ phận nhỏ và bắt đầu với những thay đổi đơn giản nhất nếu khả thi và mọi người chấp nhận thì tiếp tục phát huy, nếu bị phản đối thì phân tích nguyên nhân hoặc chuyển hướng, hoặc tiếp tục thử sau khi sửa đổi. Phương pháp MVP không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn giúp xác định chính xác hướng phát triển phù hợp nhất cho chúng ta. Những người đã qua ngưỡng 35. 2. Có sự nhẫn nại. Feng luôn cho rằng, nếu bạn không nhất quán và tập trung vào một việc, bạn không thể kiếm được nhiều tiền. Theo quan điểm của ông, đưa ra ít quyết định hơn sẽ giúp bạn dễ đạt được thành tựu hơn. Bí quyết này Feng luôn học được từ Henry Kravis, chủ tịch tập đoàn gia Daimler. Vậy làm thế nào để giảm thiểu quyết định? Câu trả lời là hãy kiên nhẫn và đừng đưa ra quyết định một cách quá vội vàng. Ví dụ nếu bạn tìm hướng đi với MVP, hãy tiếp tục thực hiện cho đến khi nó đơm hoa kết trái. Đừng chỉ nghe ai đó nói đang có xu hướng mới, sau đó lại bắt đầu lại. Những quyết định được đưa ra mà không cân nhắc kỹ lưỡng thường có nhiều điểm mù. Bạn có khả năng phạm sai lầm và đặt mình vào tình huống tồi tệ hơn vì thay đổi mà không tìm hiểu, phân tích thực tế. Tất cả những thứ có giá trị không thể được nhìn thấy trong ngắn hạn, kiên nhẫn là vũ khí quan trọng nhất để giành lấy sự giàu có. Bạn cũng có thể ghi lại những quyết định của mình cùng lý do bạn ra quyết định đó. Nếu bạn muốn làm ngược lại với quyết định cũ, hãy lấy ghi chép ra và xem lý do ban đầu còn hiệu lực hay không. Đừng thay đổi hướng đi một cách quá dễ dàng, có thể bạn đang rất gần với thành công nên cần kiên trì thêm một thời gian nữa ngày ba tâm trí vững vàng suy nghĩ khách quan theo quan điểm của feng Lun, không có người tốt và kẻ xấu trên thế giới người tốt cũng có thể làm những việc không tốt cho bạn và người xấu cũng có thể ra tay giúp đỡ bạn vào thời điểm nguy cấp nhất bạn cần có tư duy thức xám để nhìn vào sự ấm áp và lạnh nhạt của các mối quan hệ giữa con người với nhau bản chất con người rất phức tạp nhiều thứ trên thế giới không rõ ràng đen hay trắng vì vậy bạn phải thay đổi góc nhìn để nhận ra khoảng xám lớn giữa tốt và xấu từ đó tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất ví dụ khi một người mới đến công ty cố gắng thể hiện lấn lướt mọi người và được xếp chú ý hơn bạn nên làm gì coi họ là người xấu và làm việc cùng người đó tâm lý đố kỵ bạn không biết người mới sẽ cảm thấy như thế nào nhưng chắc chắn bạn sẽ đi làm với tâm trạng khó chịu hơn mỗi ngày trên thực tế chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn bạn sẽ thấy sự việc không phức tạp như bạn vẫn nghĩ những gì người mới muốn là sự công nhận, những nhà lãnh đạo muốn là hiệu suất còn bạn sẽ vẫn có mục tiêu của mình. Thăng chức, tăng lương. Khi nhận ra những điều này không xung đột với nhau, bạn sẽ không còn nghi kỵ với đồng nghiệp mới, tinh thần thoải mái để theo đuổi nhiệm vụ của riêng bạn. Kết lại, ở tuổi 35, ai cũng sẽ phải đối mặt với những hoang mang, lo lắng. Một mặt, một phần ba con đường phát triển sự nghiệp đã trôi qua, ước mơ ban đầu vẫn còn xa tầm với, đằng sau luôn là gia đình. Mặt khác, yêu cầu ở nơi làm việc cho người trên 35 tuổi cũng khắt khe hơn. Tuy nhiên, nên nhớ khủng hoảng thường là cơ hội để tạo ra bước ngoặt. Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani nói một câu giận do giới trẻ nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Theo tỷ phú Mukesh Ambani, những bộ óc trẻ thông minh của Ấn Độ sẽ giúp phát triển nền kinh tế trị giá 3.000 tỷ USD của nước nhà lên 40.000 tỷ USD vào năm 2047. Gần đây, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ Mukesh Ambani có buổi phát biểu trước các sinh viên sắp tốt nghiệp tại lễ triệu tập Đại học Năng lượng Pandit Deen Dayal. Tại đây, ông có những lời chia sẻ gần gũi nhưng vẫn chứa sức nặng khiến người nghe phải suy ngẫm. Tỷ phú Mukesh Ambani đã nói về việc triển khai 5 gam tại các quốc gia, nơi một số thành phố bắt đầu nhận dịch vụ từ Zio. Đây là công ty viễn thông do chính tỷ phú Mukesh Ambani thành lập, đã bắt đầu phủ sóng ở thành phố Vezer, Nasi và Delhi. Dự kiến đến tháng 12 năm 2023, các vùng nông thôn ở Ấn Độ sẽ có mạng 5 gam. Trong cuộc trò chuyện này, tỷ phú Mukesh Ambani nói, hãy để tôi nói điều này bằng ngôn ngữ của các bạn, những người trẻ tuổi. Ngày nay, mọi thanh niên đều hào hứng với 4 gam và bây giờ là 5 gam. Nhưng không có gờ nào trên thế giới này vĩ đại hơn Mataji và Pitaji. Họ đã, đang và sẽ là trụ cột sức mạnh đáng tin cậy nhất của bạn. Trong đó, Mataji mà tỷ phú 65 tuổi đề cập đến có nghĩa là mẹ, còn Pita ta gì là cha, họ là những người hy sinh rất nhiều để con cái có thể đứng trên đôi chân của chúng. Họ đã háo hức chờ đợi để được nhìn thấy con bước lên sân khấu với bằng tốt nghiệp cầm trên tay. Đó là giấc mơ cả đời của họ. Sự đóng góp của họ cho thành công hôm nay của bạn là vô cùng to lớn, ông nói thêm. Tỷ phú Mukesh Ambani ngụ ý rằng nếu không có cha mẹ, con cái không có cơm ăn áo mặc, được đến trường lớp học tập. Chủ tịch công ty Lily nhắc nhở các sinh viên không bao giờ được quên sự hy sinh của những người làm cha mẹ. Lời chia sẻ của tỷ phú Mukesh Ambani đã nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ tỷ phú h cơ nói rằng thông điệp của Mukesh Ambani đưa ra rất hùng hồn. Một bài báo xuất bản cuối tháng 1 năm 2021 của The Guardian có tựa đề Doanh nhân là những người vĩ đại, nhưng chính cha mẹ mới là người đưa họ đến khởi nghiệp. Rõ ràng những người như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates có điểm chung đều là tỷ phú thành đạt, thông minh và có tư duy sắc bén. Song giữa họ còn tồn tại giao điểm khác, đều có gia đình giúp đỡ họ ngay từ những ngày đầu. Mẹ của tỷ phú Bill Gates đã giới thiệu ông với các giám đốc điều hành tại IBM, điều này giúp ông đạt được thỏa thuận cho hệ điều hành đầu tiên mã số. Dot, cha mẹ của Jeff Bezos là những nhà đầu tư sớm vào công ty Amazon, còn Elon Musk xuất thân từ gia đình giàu có ở Nam Phi. Các doanh nhân nổi tiếng khác như Mark Zuckerberg đã vay 100.000 USD từ cha mình để thành lập mạng xã hội Facebook. Hai người sáng lập thương hiệu thời trang Nike, Phil Knight, đã ghi công cha mẹ vì họ đã giúp ông thành lập công ty. Hay chính tỷ phú Milkit Ambani, hiện đảm nhận chức chủ tịch và giám đốc điều hành của Zillion Industry Limited, cũng đạt được thành tựu như hôm nay nhờ cha mẹ. Mặc dù giàu có nhờ đế chế hùng mạnh mà cha ông đầy ua dai bài Ambani đã vất vả xây dựng, Milkit Ambani nói rằng ông vẫn lớn lên như bao thanh niên khác. Không có cuộc sống hưởng đặc ân, Mukesh Ambani vẫn di chuyển bằng phương tiện công cộng và không bao giờ được cha mẹ trợ cấp. Mukesh Ambani cho biết, cha Dai Wujai Bai là người chăm chỉ làm việc đồng thời luôn đảm bảo mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các con, cho con không gian để phát triển và khuyến khích chúng mơ lớn. Mukesh Ambani từng đăng ký học MBA ở Đại học Stanford nhưng bỏ giữa chừng vào năm 1981 để giúp cha điều hành công việc kinh doanh của gia đình, Reliance in Industries Limited khi đó Zilean là doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Công ty đạt đến tầm cao mới nhờ các chiến lược đặc biệt của Mukesh Ambani. Daiwa Zaibai Ambani đã trở thành ông chủ kinh doanh của Ấn Độ, được ghi nhận vì những đóng góp cho thương mại và công nghiệp. Việc sống xứng đáng với vai trò là con trai Daiwa Zaibai không phải nhiệm vụ dễ dàng. Khi định hướng con đường của mình trong thế giới kinh doanh, Mukesh Ambani nói rằng cha Daiwa Zaibai chính là người truyền cảm hứng cho ông. Ngay cả khi cha qua đời, không ai trong số những người đàn ông này có được thành công 100% nhờ cha mẹ, nhưng nếu không có cha mẹ hỗ trợ, dù về tài chính hay bất cứ cách nào, ai có thể chắc chắn rằng họ hay thế giới sẽ ra sao. Theo Economic Times, không phải đầu tư hay tiết kiệm, đây mới là con đường hiệu quả nhất để thành triệu phú. Có nhiều cách để một người chạm đến thành công và trở thành đại gia. Song theo Andrew Chenner, đây là hướng đi bền vững và hiệu quả nhất. Bill Gates, Mark Zuckerberg và Steve Jobs là ba trong số những tỷ phú hàng đầu thế giới nổi tiếng với câu chuyện làm giàu của họ. Dù họ chưa tốt nghiệp đại học, song có một điều quan trọng bạn cần ghi nhớ, tỷ phú bỏ học là trường hợp ngoại lệ chứ không phải quy luật. Trong khi các kỳ lân công nghệ viết ra thuật toán thay đổi thế giới trong phòng ký túc xá trước khi họ bỏ học, có hàng nghìn người rất thành công đã trao dồi tài năng khi họ là sinh viên. Họ cũng khẳng định rằng sẽ không có được thành công như vậy nếu thiếu đi kiến thức và mạng lưới được xây dựng trong đại học, Tuy nhiên, không phải ai cũng có bộ óc thiên tài, có thể thay đổi thế giới như các tỷ phú trên. Hồi đầu tháng 5, Jamse Solution xuất bản báo cáo nghiên cứu dựa trên cuộc khảo sát về các triệu phú lớn nhất từ trước đến nay, với 10.000 người Mỹ tham gia. Kết quả cho thấy rằng 88% người được hỏi có bằng cử nhân, 52% có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hay báo cáo của tạp chí Forbes vào tháng 10 năm 2017 phát hiện ra rằng 84% trong số 400 cá nhân giàu có nhất nước Mỹ tốt nghiệp đại học, trong số 400 người đó, 23% hơn có bằng cử nhân từ trường Ivy League như Harvard hoặc Yale. Học có thể không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là cách bền vững và hiệu quả nhất. Giáo dục chính quy dạy chúng ta cách sử dụng bộ não để đổi mới và giải quyết vấn đề. Đây là một phần lý do hầu hết tỷ phú thành công đều được giáo dục rất tốt. Giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở những gì một người học được, mà còn ở việc rèn luyện trí óc về cách hoạt động hiệu quả hơn. Lợi ích của việc học tập suốt đời là rất lớn. Bạn có thể học tập ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, thông qua đọc sách, nghe podcast hay học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và đồng nghiệp. Doanh nhân người Mỹ Steven mơ là ví dụ điển hình về việc học tập là nền móng cho sự thành công. Ông tốt nghiệp thủ khoa trường dự bị đại học tư thục, đạt điểm tuyệt đối 800 trong bài thi sát môn toán. mơ sau đó học toán ứng dụng tại Đại học Harvard. Trong thời gian học, ông đã tham gia cuộc thi toán học William Lowe ở Nam nhưng không giành chiến thắng. Tên của người chiến thắng đó là Bill Gates và đã thuê Ban Mơ ngay sau khi thành lập Microsoft. Tại đây, Ban Mơ trở thành chủ tịch và giám đốc điều hành. Hiện ông là tỷ phú giàu thứ 11 thế giới với khối tài sản trị giá 80,4 tỷ USD. Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani từng tham gia chương trình MBA lừng lẫy của Đại học Sở Stanford, nhưng ông không hoàn thành chương trình học giúp cha phát triển công việc kinh doanh của gia đình. Willian in Industry Limited dù vậy, Mewkit Ambani tin rằng quãng thời gian ở Stanford vẫn có tác động đáng kể đến sự nghiệp của ông. Tỷ phú thường nhấn mạnh ảnh hưởng của nhà kinh tế học người Mỹ và giáo sư Stanford William forsyth nói rằng ông là kiểu giáo viên khiến bạn phải suy nghĩ vượt trội. Bên cạnh những bài học làm giàu, tỷ phú Bingett còn nhiều lần chia sẻ về những cuốn sách ông tâm đắc. Trong căn biệt thự có tên Nerdut 2.0 tọa lạc tại thành phố Medina, Washington, Mỹ, tỷ phú Bingett có phòng thư viện hoành tráng vượt trội rộng hơn 195 mét vuông với hai tủ sách được lấp đầy. Tỷ phú Bill Gates cũng thường xuyên chia sẻ những tựa sách ông tâm đắc trên trang web của mình. Hai nhà đồng sáng lập Apple, Steve Jobs, đã theo học trường Zip College ở Portland nhưng bỏ học sau 6 tháng. Tuy nhiên, Steve Jobs vẫn tiếp tục kiểm tra các khóa học mà ông quan tâm sau khi bỏ học. Thời điểm bạn nghĩ không còn gì để học là lúc bạn tự giết chết tiềm năng trở thành tỷ phú của chính mình đặc biệt nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng sự giàu có thông qua phát minh hoặc đổi mới bạn cần có sự cởi mở tò mò và luôn học hỏi những phẩm chất đó cho phép bạn nhìn những thứ cũ kỹ nhưng dưới góc độ mới để phát hiện tiềm năng thay đổi và lợi nhuận trong khi người khác chỉ thấy những gì đã được thực hiện nếu có cơ hội trò chuyện cùng các tỷ phú bạn sẽ nhận thấy họ luôn tự nhận là học sinh chứ không phải giáo viên thực tế hầu hết người thành công sẽ trả nhiều tiền để trau dồi bản thân trong lĩnh vực họ còn thiếu sót họ sẽ tham gia các tổ chức, hiệp hội và nhóm để rèn luyện kỹ năng hoặc học hỏi điều gì đó mới. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa những người thành công và những người không thành công. Theo アンジェラ, chuyên gia chỉ ra hai từ khóa cần phải nhớ khi học hỏi bí quyết đầu tư trên mạng xã hội, nắm được sẽ thành công. Có nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội được tạo ra để lái một luồng dư luận, nên việc tìm hiểu rõ nguồn thông tin đó là rất quan trọng. Chuyên gia của SSI cho biết ngày nay bên cạnh những kênh thông tin truyền thống như báo đài thời sự nhiều chứng sĩ còn ưa thích tìm tòi tham khảo từ những nền tảng mạng xã hội đặc biệt là tiktok những công cụ truyền thông mới ra đời cũng là cách để chúng ta có thể tiếp nhận kiến thức một cách mới lạ và sáng tạo hơn đồng thời tìm được những người đồng hành cùng mình trên thị trường tuy nhiên học hỏi đầu tư kinh doanh trên những nền tảng mạng xã hội đặc biệt là tiktok sẽ là con dao hai lưỡi nếu như bạn không thực sự am hiểu về tài chính và đầu tư với lĩnh vực cần tìm hiểu nhiều kiến thức và tích lũy kinh nghiệm như đầu tư tài chính, làm thế nào để các chứng sĩ có thể chọn lọc thông tin sạch và có ích nhất cho kế hoạch đầu tư trên nền tảng này? Đây cũng là chủ đề được đưa ra bàn luận trong chương trình bí mật đồng tiền số 50. Trong chương trình, hai chuyên gia về tài chính và đầu tư là Mr. X30 Phạm Lưu Hưng, kinh tế trưởng SSI và anh Nguyễn Gia Khánh, chuyên viên tư vấn chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán SSI, đã tiết lộ hai từ khóa quan trọng để giúp các nhà đầu tư chọn đúng chọn chuẩn khi tham gia các nền tảng số theo đó chuyên viên ssi đưa ra từ khóa nguồn và giải thích lượng thông tin hiện nay rất đa dạng do đó điều quan trọng nhất là phải biết nguồn mình đang tham khảo xuất phát từ đâu anh khánh cho rằng bên cạnh những nội dung thật sự chất lượng thì vẫn còn những người không am hiểu về tài chính nhưng vẫn đăng tải những nội dung và thông tin về chủ đề này do đó các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo để chọn lọc nguồn có nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội được tạo ra để lái một luồng dư luận, nên việc tìm hiểu rõ nguồn thông tin đó là rất quan trọng. Chuyên gia SSI kết luận, trong khi đó, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng lại đưa ra một từ khóa khác là xử lý. Kinh tế trưởng SSI cho biết, với nguồn, hiện nay kể cả những người cổ hủ như tôi cũng phải lấy từ rất nhiều nguồn, kể cả những nguồn truyền thống và phi truyền thống. Tuy nhiên, quan trọng nhất là khi đã có thông tin rồi thì bạn phải có cách xử lý thông tin vì phải từ đây tờ đến kiến thức rồi thành sự thông thái thì lúc đó mình mới hành động đưa ra quyết định được xử lý thông tin sao cho nó có thể sử dụng được trong việc ra quyết định đầu tư nên giai đoạn xử lý thông tin sau khi có thông tin tôi nghĩ sẽ quan trọng hơn khác với quan điểm của hai vị chuyên gia hot ngọc trinh và biên tập viên hoàng nam chuyên trách chứng khoán bản tin tckd lại chọn từ khóa lần lượt là làm bài tập và xóa theo biên tập viên hoàng nam việc dùng nền tảng tiktok khiến anh mất khá nhiều thời gian ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nên anh đã xóa ứng dụng tiktok và nêu ra quan điểm theo quan điểm của tôi chúng ta vào thị trường đầu tư ai cũng mong giàu ai cũng mong thay đổi cuộc sống tự do tài chính đó là những mong muốn rất chính đáng và to lớn nên chúng ta không thể nào chỉ dựa vào những clip ngắn vài giây để kỳ vọng có sự thay đổi mang tính hàng chục năm thay đổi số phận như thế ngoài việc chọn đúng nguồn chuyên gia uy tín để tham khảo thì vẫn nên đọc thêm sách và những khóa học chuẩn trình từ những người uy tín trong khi đó hot ngọc trinh đưa ra nhận định rằng điều quan trọng ở đây không phải là ai khuyến nghị chúng ta như thế nào mà là chúng ta sẽ xử lý thông tin mà cách xử lý thông tin tốt nhất đó là hãy làm bài tập về nhà một cách thường xuyên chứ không nên mở sách giải ở trên tiktok và lấy lời giải đó để biến thành chìa khóa mở ra cách cửa kiếm tiền của chúng ta trên thị trường chứng khoán nữ hot xinh đẹp cho rằng những cái thiếu nhất ở các nhà đầu tư trẻ khi tham khảo thông tin từ các nền tảng mạng xã hội là chọn lọc mà bộ lọc đến từ những kiến thức mà họ gom nhặt mỗi ngày sẽ hiệu quả nhất bởi những kiến thức đó cũng giống như những đồng xu lẻ khi nhìn lại những kiến thức góp nhặt thì có thể mọi người đã có một gia tài và đó là bí quyết giúp cho tài khoản của mọi người luôn mạnh khỏe và bền vững trên thị trường chứng khoán đàn ông do thái không tiền không mối quan hệ vẫn giàu bất chấp nhờ thấm nhuần hai điều đơn giản này qua hai nghìn năm vẫn còn nguyên giá trị dân tộc thông minh nhất thế giới tin rằng một người dù không có gì trong tay vẫn có thể quật khởi thành công và giàu có nếu nắm được hai chân lý này người do thái được mệnh danh là doanh nhân số một thế giới họ thông minh và rất giỏi kiếm tiền không chỉ là nhóm người chăm chỉ và kiên trì nhất người do thái còn khiến người người phải nề phục và học hỏi bởi những triết lý làm giàu vô cùng đơn giản mà sâu sắc trong suy nghĩ của người do thái họ luôn tin rằng một người dù bắt đầu bằng tay trắng không tiền không mối quan hệ tương lai cũng có thể quật khởi thành công nếu nắm được hai điều đơn giản này một, siêng năng học hỏi, trau dồi rồi mới thành tài. Trong danh sách những tỷ phú, triệu phú giàu nhất thế giới hàng năm, có rất nhiều người gốc do Thái góp mặt. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như thần chứng khoán vua rừng Buffett, vua dầu lửa joker Fowler. Một nhà kinh tế học người Mỹ đã từng nói đùa rằng tiền của thế giới này nằm trong túi người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại nằm trong túi áo người do Thái. Tuy nhiên, tài năng kinh doanh của người do Thái không phải là bẩm sinh, mà là một cách sinh tồn được phát triển trong quá trình bị áp bước trong quá. Họ phấn đấu và phát triển để sống sót và cứu lấy dân tộc của chính mình. Vì vậy, dù là ở đâu, một việc người Do Thái luôn ưu tiên và làm mỗi ngày chính là học tập và trau dồi kiến thức. Dù ở địa vị nào trong xã hội, họ luôn đặt việc học lên hàng đầu. Người Do Thái tin chắc rằng chỉ bằng cách học hỏi và mở rộng tầm nhìn, họ mới có thể trở nên mạnh mẽ và giàu có hơn. Và quả thực, tư duy này chưa bao giờ lỗi thời ngay cả tân tử, nhà tư tưởng lớn của trung hoa cuối thời chiến quốc cũng đã nói người thông minh cũng cần siêng năng và ham học hỏi thì mới có thể thành tài. hai tư duy độc lập quan trọng hơn của cải người do thái là dân tộc có khả năng sử dụng tư duy độc lập rất tốt để tạo ra của cải. họ cho rằng kết quả của sự việc là quan trọng nhưng quá trình tư duy mới là quý giá nhất và không ai có thể lấy đi được. có một câu chuyện về cái ống khói của người do thái khiến nhiều người phải đọc đi đọc lại mới vỡ ra bài học thâm thúy được gửi gắm trong đó. Một vị giáo sĩ do thái đặt câu hỏi, hai người đàn ông cùng leo ra từ ống khói. Một người vẻ ngoài sạch sẽ, còn người kia lại dính đầy bụi bẩn, mặt mũi nhem nuốc. Ai sẽ là người đi rửa mặt? Người thanh niên trả lời là người có vẻ ngoài nhem nuốc. Vị giáo sĩ ngay lập tức phủ nhận, con lầm rồi. Người bị bẩn nhìn thấy người sạch sẽ và nghĩ mình cũng sạch sẽ, nhưng người sạch sẽ nhìn người mặt mũi lấm lem và lại nghĩ rằng mình cũng bị bẩn. Cho nên câu trả lời là người có vẻ ngoài sạch sẽ đi rửa mặt lần thứ hai giáo sĩ vẫn hỏi câu hỏi cũ sau đó hai người lại rơi vào ống khói con nghĩ ai sẽ là người đi rửa sạch lần này anh chàng trả lời tất nhiên là người sạch sẽ rồi giáo sĩ lại tiếp tục lắc đầu không đúng lần này là người bị bẩn đi tắm rửa bởi vì người sạch sẽ khi đi tắm mới phát hiện mình không bị bẩn cho nên người về ngoài nhem nhúc mới mới hiểu tại sao người sạch phải tắm rửa lúc này chàng trai lại xin thêm một cơ hội nữa giáo sĩ vẫn lặp lại hỏi lần thứ ba bọn họ lại rơi xuống ống khói con cảm thấy lần này ai sẽ đi tắm cậu bèn trả lời lần này chắc là người có vẻ ngoài lấm bẩn vị giáo sĩ chỉ đáp lại sai rồi con đã bao giờ thấy hai người cùng chui ra từ một ống khói mà một người sạch còn một người lại bẩn chưa câu chuyện tuy ngắn nhưng hàm chứa ý nghĩ rất phong phú phản ánh đúng phương pháp giáo dục của người do thái khuyến khích đối phương suy nghĩ độc lập để họ chủ động bày tỏ quan điểm của mình không có sự chèn ép hay chỉ trích người do thái tin rằng nếu không có khả năng suy nghĩ độc lập con người sẽ không có khả năng hành động và phán đoán độc lập chứ chưa nói đến tự thân thành đạt trong sự nghiệp người do thái còn tin rằng khả năng suy nghĩ của con người là thứ duy nhất mà họ có thể kiểm soát hoàn toàn họ thẳng thắn khẳng định chính kiến thức đã thôi thúc họ kiếm tiền chính tư duy đã cho họ phương pháp kiếm tiền và hành động đã cho họ cơ hội kiếm tiền theo di hu ba tư duy làm giàu hiệu quả hơn cả chăm chỉ chăm chỉ không phải là cách duy nhất để kiếm tiền Thậm chí đây cũng không phải là cách làm giàu hiệu quả nhất. Kiếm tiền thực tế là một khả năng có thể đào tạo được. Để làm chủ khả năng này, bạn cần nắm vững ba từ duy dưới đây. Chỉ chiếm 0,25% dân số thế giới, nhưng dân tộc này chiếm đến 22% giải thưởng Nobel của thế giới, cao gấp 108 lần so với mức trung bình toàn cầu. Hàng năm năm ít nhất 50% trong số 100 người giàu nhất trong danh sách của Pháp đều là người thuộc dân tộc Do Thái. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra năm 2017, chỉ số IQ của người Do Thái không chênh lệch đáng kể so với các dân tộc khác. Vậy điều gì đã khiến họ trở nên giàu có? Trong cuốn sách Ta Mất, tinh hoa trí tệ Do Thái đã chỉ ra rằng người Do Thái thực sự trở nên giàu có nhờ ba tư duy này. Thay vì lao vào kiếm tiền một cách chăm chỉ, trước hết bạn cần biến mình thành người có thể kiếm tiền. Với ba tư duy dưới đây, bạn sẽ từng bước tiến gần đến sự giàu có với cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ngày một, không phải lúc nào bạn cũng có thể dùng chìa khóa để mở khóa. Theo người Do Thái không có vấn đề nào là không thể giải quyết. Doanh nhân Do Thái mở cờ côn điều hành cửa hàng đồng do cha để lại. Tuy nhiên, xung quanh cửa hàng lại có rất nhiều cửa hàng tương tự và giá đồng luôn giữ mức 35 xu, rất khó có thể tăng lên 40 xu. Tuy nhiên mở cờ côn đã có cách để không chỉ bán đồng với giá cao hơn mà còn có thể bán hết số hàng một cách nhanh chóng. Vậy anh ta đã làm thế nào? Mở Cờ Côn đã chế tạo đồng thành tay nắm cửa, ổ khóa bằng đồng và các vật dụng hàng ngày khác. Khi những người khác coi đồng là nguyên liệu thô, Mở Cờ Côn đã nhìn thấy thị trường phát triển các sản phẩm gia công từ đồng và kiếm được lợi nhuận cao hơn gấp trăm lần. Sau đó Mở Cờ Côn thậm chí còn đạt được sự hợp tác với các công ty đồng hồ để cung cấp cho họ những sản phẩm gia công từ đồng để thu về số tiền khủng chỉ bằng cách đi theo con đường độc đáo này bạn mới có thể tránh được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồng thời có được những cơ hội phát triển lớn nhất trong lĩnh vực của mình chỉ cần thoát được lối suy nghĩ cố hữu nhảy ra cùng an toàn của bản thân và nhìn nhận vấn đề từ góc độ mới bạn luôn tìm được giải pháp nếu có thể nghĩ ra những cách mà người khác không thể nghĩ ra bạn có thể kiếm được khoản tiền mà người khác không thể có được vậy làm thế nào để bạn có thể làm khác đi trước tiên bạn cần nghĩ theo cách khác Ví dụ lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ mà mọi người đều cảm thấy khó khăn. Vậy đừng nghĩ rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Thay vào đó, bạn cần nghĩ làm thế nào để tôi có thể biến điều này thành hiện thực. Từ đây, bạn sẽ tìm ra được phương pháp. Khi người sáng lập quỹ Blackton, Stephen G. M, một người gốc do Thái, lần đầu làm việc tại Lehman, ông đã sử dụng ý tưởng này để nhanh chóng huy động vốn trong trận chiến đầu tiên. Hai, khi gặp khó khăn hãy chậm lại. Đối với người Do Thái, cách để đối phó với khó khăn đó là nhẫn nhịn. Trong quá trình nhẫn nhịn, bạn có thể dành thời gian phân tích đầy đủ những ưu, nhược điểm nhằm cân nhắc các biện pháp đối phó, tích lũy sức mạnh và tài sản nhằm chờ thời điểm để vươn lên. Ví dụ nếu bạn gặp một người lãnh đạo thích mắng mỏ nhân viên vô lý. Nếu anh ta khiển trách bạn một lần, bạn cãi lại một lần, rất có thể bạn sẽ bị đuổi việc chỉ trong một thời gian ngắn thay vì thế bạn không nên lãng phí thời gian và sức lực để phân bua với anh ta mà cứ âm thầm học hỏi và tiến bộ sớm muộn gì bạn cũng sẽ vượt qua trình độ của anh ta biết đâu trong tương lai bạn lại trở thành thủ lĩnh của anh ta ngay cả khi không có cơ hội để trở thành thủ lĩnh bạn vẫn có thể thay đổi chỗ làm với một trình độ tốt được tích lũy từng ngày dù thế nào đi chăng nữa kết quả sẽ không phải là quá tệ đây là một cách xoay chuyển tình thế hữu hiệu ngày ba không chỉ làm ra sản phẩm tốt bạn cần phải biết quảng bá sản phẩm của mình theo kinh nghiệm kinh doanh của người do thái không những làm ra sản phẩm tốt bạn còn cần phải biết quảng bá sản phẩm của mình để kiếm tiền nếu quan sát cách kinh doanh của người do thái bạn sẽ thấy rằng họ sẽ không bao giờ làm giàu bằng cách chặt chém giá hay lại ít nhưng doanh thu cao trong mắt người do thái hạ giá một cách mù quáng không chỉ không công bằng với những khách hàng đã mua giá gốc mà còn làm giảm giá trị của hàng hóa trong lòng khách hàng do đó để kiếm tiền bạn không chỉ cần vùi đầu vào việc tạo ra sản phẩm tốt mà còn phải học cách quảng bá và vận hành chẳng hạn khi nhắc đến kim cương nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thứ đá quý trường tồn với thời gian và có mức giá đắt đỏ và nó trở thành một vật mang giá trị khiến ai cũng ao ước sở hữu thực tế mức giá đắt đỏ của kim cương được định giá bởi người do thái do đó lần tới dù bạn muốn sản phẩm hay ứng tiền vào các công ty bạn cũng nên nỗ lực nhiều hơn vào việc quảng bá để nhiều người hiểu được giá trị của bạn công nhận bạn và sẵn sàng trả mức lương cao để mời bạn về làm việc như việc ứng tuyển lên vị trí cao hơn mặc dù bạn thường hoàn thành tốt công việc song nếu không có bài phát biểu tập trung và logic rất khó bạn có thể lấy được sự ưu ái của lãnh đạo mọi người đều mong muốn thành công và kiếm được nhiều tiền hơn song làm việc chăm chỉ không phải là cách duy nhất để kiếm tiền và nó thậm chí không phải là cách hiệu quả nhất chỉ bằng tư duy đúng đắn bạn mới có thể có các bước làm giàu hiệu quả để gặt hái của cải tương xứng với nỗ lực của bản thân. Ba bí quyết đơn giản giúp chàng trai mới ra trường 2 năm tiết kiệm được 600 triệu đồng. Hai năm sau tốt nghiệp, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền là câu hỏi khiến nhiều người chăn trở. Bởi có những người đã tích lũy được khối tài sản đáng kể nhưng cũng có những người chưa tiết kiệm được đồng nào. Cốt lõi của việc tiết kiệm là gì? Một phóng viên từng phỏng vấn ngẫu hứng người đi đường Trung Quốc câu hỏi hai năm sau tốt nghiệp, bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Có người trả lời 10.000-20.000 nhân dân tệ, nhưng cũng có người nói không nợ là tốt rồi, không dám nghĩ đến tiết kiệm. Đó là thực trạng của không ít người trẻ khi mới ra trường được ít năm, công việc còn chưa ổn định và họ chưa biết cách quản lý tài chính. Thế nhưng cũng những trường hợp ngoại lệ, tiết kiệm được số tiền lớn từ rất sớm. Chàng trai Ngô Huân, sau tốt nghiệp 2 năm tích lũy được 200.000 nhân dân tệ, hơn 600 triệu đồng. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ Vũ Hán năm 2021 và làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài để gây ấn tượng tốt với khách hàng anh đã chi nửa tháng lương mua một bộ vest tươm tất đi giày da ăn mặc bảnh bao mỗi khi có cuộc gặp mặt nhưng có lẽ đó là lần duy nhất ngô huân chi tiêu một cách xa hoa như vậy trên thực tế cho dù bạn sống ở thành phố nào dù muốn tiết kiệm chúng ta vẫn không thể tách rời những nhu cầu cơ bản của cuộc sống cốt lõi của việc tiết kiệm không gì khác chính là bạn kiếm được bao nhiêu nguồn thu và cách bạn cân đối chi tiêu điều chỉnh ba bí quyết để tiết kiệm dễ dàng hơn Thu nhập của sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đại học về cơ bản là vài nghìn nhân dân tệ. Nếu bạn muốn tăng nguồn thu, tốt nhất là tận dụng thời gian sau khi tan sở để nhận thêm việc tay trái tại nhà hoặc là một vài công việc bán thời gian. Nhưng trước năm 30 tuổi, bạn có thể chọn đầu tư thời gian vào bản thân vì công việc bán thời gian thường đem lại thu nhập không cao. Hãy tận dụng lợi thế của người trẻ tuổi, nhanh nhạy tiếp xúc với những điều mới để học hỏi nhiều kiến thức hữu ích cũng như tích lũy các mối quan hệ. Khi giá trị của bản thân được nâng cao, bạn sẽ dễ dàng có được công việc với mức lương cao hơn. Đây cũng là sự lựa chọn của Ngô Huân. Vậy nên bí quyết đầu tiên chính là anh chọn tập trung vào điều chỉnh. Mỗi mùa anh chỉ mua 3 bộ quần áo, kiểu dáng đơn giản dễ phối đồ để mặc thay đổi. Chàng trai này cũng không bao giờ mua đồ ăn ngoài giá quá 20 nhân dân tệ. Bữa ăn của anh chỉ cần đủ thịt đủ rau, quan trọng là đồ lành mạnh. Về phương tiện di chuyển, theo Ngô Huân, những người đi bộ không đi xe đạp và những người có thể đi xe đạp sẽ không đi taxi. Ngô Huân khuyên bạn nên dậy sớm, chọn phương tiện nào cũng sẽ thong thả mà không cần vội bắt taxi vì sợ muộn giờ làm. Nhiều người nói với chàng trai này rằng họ đều thực hiện được những việc này nhưng vẫn không thể giữ được tiền. Ngô Huân gợi ý họ làm theo bí quyết số 2 của anh, có hai thẻ ngân hàng, một thẻ để tiết kiệm và một thẻ cố định cho chi tiêu hàng ngày. Sau khi lĩnh lương hàng tháng, anh sẽ gửi một khoản vào thẻ cố định để trả tiền thuê nhà, điện nước và tiền tiêu vặt. Phần còn lại sẽ chuyển ngay vào thẻ tiết kiệm. Quan trọng là bạn giữ được kỷ luật, thẻ tiết kiệm chỉ được gửi tiền vào chứ không được rút ra. Nhờ hai phương pháp đơn giản này, Ngô Huân đã tiết kiệm được 200.000 nhân dân tệ sau 2 năm ra trường. Anh còn bật mí thêm một cách giúp anh giảm được một nửa tiền thuê nhà nhưng vẫn sống trong trung tâm thành phố mà không cần thuê ở ngoại ô. Đó là chọn thuê một căn phòng tối giản, chỉ có chức năng chính để ngô huân ngủ sau khi đi làm về lựa chọn này phù hợp với nhu cầu của anh chàng khi hầu hết thời gian cả ngày chỉ làm việc tại công ty hoặc gặp gỡ khách hàng vậy nên anh cũng không cần không gian quá rộng để tập thể dục hay phục vụ nhu cầu giải trí khác cuối tuần ngô huân cũng làm thêm giờ hoặc ngủ bù ở nhà anh không cần những tiện ích như phòng gym hay sân bóng trong khuôn viên khu nhà mình những căn phòng cho thuê càng nhiều tiện ích càng đắt đỏ trong khi nhiều người không thực sự sử dụng chúng thường xuyên Vậy nên một cách để bạn tiết kiệm đơn giản nhất chính là loại bỏ những khoản tiền không thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình và cân nhắc nhu cầu nào nên được ưu tiên. Ngô Hân sống trong căn phòng nhỏ hơn, nhưng vị trí gần trung tâm, tiết kiệm thời gian đi lại nên anh cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Cuộc sống đôi khi khó đoán trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo nên nếu bạn có được sự chuẩn bị cơ bản về mặt tài chính, bạn sẽ thoải mái và bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhà đầu tư đại tài Charlie Munger, khi một người sắp giàu có, họ bộc lộ ba dấu hiệu khác thường. Theo quan điểm của tỷ phú Munger, nếu một người có thể nhìn thấy bản chất đơn giản nhất thông qua các hiện tượng phức tạp, thì người đó sẽ không còn xa với thành công. Rất ít người sinh ra đã giàu có. Sự tích lũy tài sản của hầu hết mọi người sẽ trải qua một quá trình dài. Trên thực tế, trước khi mọi người trở nên giàu có sẽ có một số dấu hiệu thay đổi trong suy nghĩ và hành động của bạn so với trước kia. Nếu có thể nhận ra và tiếp tục duy trì, bạn sẽ có thể ngày càng tiến gần hơn đến sự thành công. Vậy những dấu hiệu này là gì? Nhờ kinh nghiệm dày dặn của mình, cố vấn đầu tư của vua rừng Buffett, tỷ phú cha Lee Munger đã từng đưa ba gợi ý sau. Một, bớt phán xét, có tư duy đa chiều. Nhắc đến cha Lee Munger, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cách tư duy đa chiều của ông. Trong mắt tỷ phú này, một sự việc có thể được nhìn nhận và lý giải từ nhiều góc độ khác nhau. Điều này có thể do ảnh hưởng bởi trải nghiệm đa ngành nghề của Munger. Lúc đầu ông học khoa toán, nhưng sau đó vì chiến tranh nên bị gián đoạn munger chuyển sang nghiên cứu khoa học tự nhiên và kỹ thuật trong quân đội sau khi chuyển đến california ông chuyên về nhiệt động lực học và khí tượng học đến khi nghỉ hưu ông theo học trường luật harvard và cuối cùng trở thành luật sư vậy làm thế nào người bình thường chúng ta có thể đạt được tư duy đa chiều như munger trên thực tế phương pháp này không khó nhưng đầu tiên bạn phải giảm bớt sự phán xét chủ quan càng ít vội vàng nhận xét lại thay vào đó sẽ suy nghĩ tới cách vận động hay lý giải của một sự việc sẽ giúp bạn dần hình thành những suy nghĩ phong phú ví dụ khẳng định công ty này tốt công ty kia không tốt điều gì bạn làm là sai điều gì đúng những sự việc này có muôn vàn cách lý giải từ nhiều góc độ khác nhau liệu bạn đã suy nghĩ đa chiều hay luôn chỉ nghĩ từ một hướng măng gơ thường trích dẫn một câu tục ngữ đối với người đàn ông cầm búa cả thế giới giống như một cái đinh đó là hạn chế của tư duy một chiều Ngược lại, khi sở hữu tư duy đa chiều, bạn sẽ dần có khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo, đưa ra quyết định kinh doanh, đầu tư chính xác hơn và tiến một bước gần hơn đến sự giàu có. Hai, có nguyên tắc rõ ràng và trọng tâm, không chạy theo số đông. Theo Munger, để trở nên giàu có, bạn cần biết mình muốn gì và đừng dễ dàng thay đổi nó. Ví dụ, ông và Buffett từ lâu đã tuân thủ chiến lược đầu tư giá trị, bất kể trong thời đại công nghiệp hay thời đại của internet phong cách nhất quán của họ là chỉ đầu tư vào các dự án họ có thể hiểu được và có giá trị tiềm năng. Không giống nhiều nhà đầu tư bình thường tiến hành đánh giá hời hợt một công ty trước khi đầu tư hoặc chạy theo xu hướng. Munger sẽ luôn vận dụng tư duy đa chiều để thu thập và xử lý thông tin, rồi cuối cùng là hành động theo kết quả phân tích. Mọi bước đều cực kỳ nhân nhuyễn. Bất kể những người xung quanh đánh giá như thế nào hay có những lúc suy nghĩ dao động, Munger cũng không bao giờ đi chạy khỏi những nguyên tắc này. Đặt ra những nguyên tắc rõ ràng của bản thân và nghiêm túc thực hiện nó, bạn mới có thể đi đúng trên hành trình đã vạch sẵn của mình. Nếu chưa có những nguyên tắc trong công việc và cuộc sống, Munger khuyên bạn hãy lập một danh sách ngay từ bây giờ. Charlie Munger cũng liệt kê một số khuynh hướng tâm lý khiến con người đánh giá sai lầm trong bài phát biểu tại Harvard năm 1995. Trong đó ông đề cập đến hiệu ứng lan truyền, hiệu ứng khiến con người bắt chước hành động của nhau mà không cần biết lý do là gì. Munger nhận thấy nhiều doanh nhân trên thị trường chỉ làm theo những gì người khác làm, rót tiền vào các khoản đầu tư theo xu hướng. Điều này chắc chắn không giúp bạn giàu có, bạn cần có nguyên tắc và quyết định mọi việc theo chúng. 3. Biết đơn giản hóa sự phức tạp. Theo quan điểm của Munger, nếu một người có thể nhìn thấy bản chất đơn giản nhất thông qua các hiện tượng phức tạp thì người đó sẽ không còn xa với thành công. Thử nghĩ xem, nếu trong mắt bạn mọi thứ đều có thể giải quyết bằng một số phương pháp đơn giản thì còn gì có thể làm khó bạn? các nhà đầu tư thường gặp khó khăn giữa những lựa chọn đối với măng gờ chỉ cần xem qua danh sách và sẽ rất rõ ràng liệu có nên đầu tư hay không vậy làm thế nào để có thể đơn giản hóa sự phức tạp ngoài việc có khả năng suy nghĩ đa chiều và nguyên tắc rõ ràng bạn cũng cần phải có góc nhìn toàn cảnh ví dụ khi học lái xe ở trường dạy lái xe trước tiên bạn phải học luật giao thông và nguyên tắc cơ học ô tô nhưng khi đi trên đường các nguyên tắc sẽ ít được sử dụng điều bạn nên làm là quan sát bao quát tình hình chung để đưa ra quyết định tùy theo tình hình giao thông lúc đó với mỗi một sự việc xảy ra bạn có thể tìm thấy nhiều góc độ nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng nhưng trước khi hành động bạn phải nhìn mọi thứ một cách đơn giản và đi thẳng vào bản chất để giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả nhất và đạt được thành công ngay khi đạt được một nhân tố này bạn đang ở rất gần tự do tài chính mà không hề hay biết tự do tài chính là đích đến mong muốn của rất nhiều người có người cần một triệu usd thậm chí có người lại cần tới 10 triệu USD, nhưng cũng có người chỉ cần vài trăm nghìn USD đã có thể sở hữu cuộc sống thật sự tự do như mình mong muốn. Vậy nhân tố đóng vai trò then chốt ở đây là gì? Tự do tài chính là một cột mốc quan trọng đánh dấu cho tự do về mặt tiền bạc của mỗi người. Khi đã đạt được cột mốc này, rồi thì đó là lúc chúng ta có thể thoải mái sống và không cần lo việc kiếm tiền nữa nhưng có nhiều người sau khi có được tự do tài chính rồi bỏ hết công việc và về nghỉ ngơi thì cũng dần cảm thấy buồn chán và có chút hối hận về quyết định của mình con người ta cần những mục tiêu khác nhau ở mỗi giai đoạn của cuộc đời để cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang sống tự do tài chính không phải là bạn nhất định phải có được một triệu usd đầu tiên sau đó nghỉ làm tập trung hưởng thụ số tiền đó đến cuối đời vì tiền dù có bao nhiêu tiêu rồi cũng sẽ hết bạn không thể đảm bảo mình chỉ cần một triệu usd đã có thể sống tốt vài chục năm tương lai Vậy tự do tài chính có thực sự chỉ là một triệu USD hay không? Trong chương trình MONE tóc số 49, ông Hàn Nguyễn, quản lý cấp cao đào tạo kênh phân phối, đờ ra gần Capital Việt Nam, đã chia sẻ về quan điểm cá nhân của mình như sau. Chúng ta thường nói về tự do tài chính với cột mốc là một triệu USD. Nhưng thực tế, con số đó cũng chỉ là tượng trưng thôi. Điều thực sự quyết định trạng thái tự do tài chính phải là phong cách sống của bản thân mỗi người. Có người cần tới 5 triệu USD mới có thể trang trải hết những chi phí cần thiết và cảm thấy hạnh phúc. Cũng có người cần tới 5 tỷ USD, có người lại chỉ cần 500.000 USD. Do đó, ông nhận định rằng, cuối cùng, hai chữ hạnh phúc mới đóng vai trò then chốt, quyết định trạng thái tự do tài chính của mỗi người. Bà Trần Thu Hương, giám đốc chiến lược kiêm giám đốc khối ngân hàng bán lẻ VIB, cũng đồng tình với quan điểm này. Nữ chuyên gia cho rằng, quan trọng nhất là trạng thái đó phải phù hợp với bạn không, có phải là điều bạn mong muốn không và có tương xứng với khả năng của bạn hay không. Đây mới là cách cân nhắc về điểm tự do tài chính của riêng mỗi người. Nếu bạn có được cái bạn muốn, tức là bạn thành công. Nếu bạn muốn cái bạn có, đó chính là hạnh phúc, chuyên gia Hàn Nguyễn Đúc Kết. Kết thúc phiên bàn luận cho câu hỏi trên, Hot Ngọc Trinh cũng đưa ra nhận định rằng, quan trọng nhất để đạt hạnh phúc chính là muốn những điều có thể có. Chứ không phải muốn những điều mà người ta có, bản thân mình chưa chắc đã có. Nhưng lòng tham là thứ mà hầu như người nào cũng có nếu đã không thể không tham lam vậy chúng ta phải tìm cách kiểm soát được nó từ những trải nghiệm thực tế của bản thân nữ giám đốc vib cũng chia sẻ rằng bất cứ khi nào làm vì lòng tham bạn đều sẽ thất bại và bị kéo xa khỏi mục tiêu do đó các quyết định đầu tư cũng phải xuất phát từ tâm lý và những tính toán bền vững chứ không phải lòng tham nhất thời chia sẻ thêm các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên để mọi người có thể quản lý lòng tham của mình đó là đừng bao giờ quên đánh giá rủi ro khi nhìn thấy rủi ro quá cao, chúng ta phải tự nhận thức được rằng nên bớt tham lại. Chỉ có những người thiếu thông tin, không đánh giá được rủi ro mới dễ sập bẫy bởi lòng tham. Họ nghĩ rằng mình có thể có, nhưng thực chất là không có cơ hội. Như vậy, khi họ nhận được những thông tin hay ho bên ngoài, họ vẫn có thể đánh giá được điều đó có thực sự phù hợp hay không. Ông Hoàng chứng khoán tiết lộ cách xây dựng khối tài sản tỷ đô chỉ bằng một cụm từ, để có thể sở hữu khối tài sản 2,3 tỷ USD. Người đàn ông này chỉ sử dụng một cụm từ ngắn. Trong cuốn bơ Charlie J. A. Lermach, Charlie Munger, ông Hoàng Chứng Khoán đã viết ra lý do giúp ông có thể tích lũy khối tài sản hàng tỷ USD. Đó là sống không ngừng học hỏi. Nhiều người có thể giễu cợt trước lời khuyên này bởi họ đã quá quen thuộc với kinh nghiệm làm giàu kiểu này. Tuy nhiên họ không biết rằng việc học không ngừng thực sự có ý nghĩa như thế nào đến chiến lược cuộc đời bạn. Một, Đừng coi thường việc học tranh thủ từng phút. Theo quan điểm của Munger, Việc sử dụng thời gian rảnh để học ở bất kỳ đâu là một trong những bản chất của việc sống không ngừng học hỏi. Mỗi người chúng ta đều có một công việc với guồng quay cuộc sống riêng. Vì thế bạn ngày càng có ít thời gian để dành cho học tập. Sau giờ làm việc, bạn còn phải lo toàn chuyện cơm nước gia đình sẽ thật là xa xỉ để có thời gian cho học tập. Để giải quyết vấn đề này, mang gợi ý sử dụng thời gian rảnh từng chút một nhằm tận dụng cho việc học, có thể học khi đang chờ xe bớt. Học trong 30 phút nhì trưa. Nhiều người phản đối việc học tranh thủ như vậy và nghĩ rằng sẽ không có hệ thống. Song thực tế không phải vậy, để trở thành nhà chính trị gia, nhà văn, nhà phát minh nổi tiếng, Benjamin Franklin cũng phải tranh thủ học kiến thức ở mọi nơi. Trong khi tìm kiếm một khía cạnh của thông tin, tôi tình cờ nhìn thấy một thông tin khác bổ ích cho nghiên cứu của mình. Đây là một trong những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy việc học tranh thủ ở bất kỳ nơi nào có thể thực sự là hữu ích do đó cách học tranh thủ mà Mangga ủng hộ phù hợp với cuộc sống thực tế ngày nay khi ai cũng phải có những công việc cần giải quyết vậy làm thế nào để chúng ta phân mảnh được việc học nhà đầu tư nổi tiếng Lu cho biết Mangga có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi ông ấy sẽ lấy một cuộn sách ra đọc sau khi đợi xe buýt hơn 5 phút thói quen luôn tận dụng thời gian chờ đợi để nghiên cứu của Munger đã giúp ích rất nhiều cho ông bởi vậy mà kiến thức của ông phong phú đến mức ghép phải thốt lên, không nghi ngờ gì nữa, gơ là nhà tư tưởng sâu sắc nhất mà tôi từng biết. Hiện đã 98 tuổi xong ông vẫn duy trì thói quen đọc sách bất cứ lúc nào. Vì vậy đừng coi thường việc học rời rạc ở bất kỳ đâu. Trong xã hội phát triển ngày nay, việc học rời rạc không có gì sai. Ít nhất nó giúp ích hơn rất nhiều so với việc sử dụng thời gian đó để chơi game. Hai, kiên trì việc học liên ngành. Munger tin rằng việc học và hiểu nhiều mô hình tư duy là điều cần thiết để nắm bắt rõ hơn về cách mọi thứ trên thế giới vận hành và giúp đầu tư thành công. Vậy làm thế nào để có thể xây dựng hơn 100 mô hình tư duy như Munger? Đó là tuân thủ học tập liên môn. Ví dụ khi suy nghĩ về một vấn đề, ông sẽ sử dụng các mô hình tư duy về lịch sử, tâm lý học, toán học, kinh tế học và các ngành khác để hỗ trợ. Áp dụng sức mạnh mô hình tư duy đa chiều, Măng G đã giúp bác sơ duy trì tốc độ tăng trưởng thần kỳ hơn 19% mỗi năm trong suốt 50 năm. Một trong những bản chất của việc sống không không ngừng học hỏi bao gồm học tập chéo. Nếu cả đời chỉ tập trung vào một lĩnh vực, bạn chỉ có thể đứng trong vùng an toàn của bản thân và nhìn người khác tiến lên. Khi nâng cao hiểu biết của bản thân về mọi lĩnh vực, bạn sẽ có cơ hội tiếp thu những điều mới mẻ. Càng hiểu biết thì hành động của bạn sẽ càng thông minh. Và đây là cách để một người trở nên giàu có và thành công hơn. Ngày ba, coi trọng vai trò của người giỏi, mang gỡ tin rằng xin lời khuyên từ những người giỏi nhất là một phương pháp hiệu quả để bản thân dần trở nên tiến bộ. Mỗi người chúng ta đều hữu hạn về thời gian và sức lực. Nếu phải trải nghiệm mọi thứ, đúc kết kinh nghiệm thì một người hiếm có cơ hội được thử thách ở tất cả các lĩnh vực. Song học hỏi từ người khác, đặc biệt là người giỏi sẽ giúp bạn giải quyết tốt vấn đề này. Có người từng nói, giao tiếp trực tiếp với những người xuất chúng chắc chắn là cách nhanh nhất để bạn tiếp thu kiến thức và ý tưởng mới những người tài giỏi đã đi trước để vẽ ra bản đồ cho bạn sử dụng họ rơi vào tất cả các cạm bẫy để bạn có thể tranh trùng nếu biết những người giỏi tổng hợp kinh nghiệm để bạn có thể lặp lại nhận thức đó nhằm tiết kiệm thời gian hoàn thành học hỏi từ những người tài năng chắc chắn là cách nhanh nhất để tiếp thu được những kiến thức quý giá trong cuốn sách per charlie J.A. lermach Munger đã viết rằng chúng ta nên học hỏi cách suy nghĩ hữu ích từ những người giỏi hơn mình đây là cách giúp bạn tránh được những sai lầm mà những người ở độ tuổi chúng ta dễ mắc phải Bí mật của đại gia đình chiến thắng quy luật không ai giàu ba họ, tiền của nhà chất như núi, nhưng đứa trẻ nhỏ nhất cũng phải góp vốn vào công ty. Gia đình Walmart đã chiếm vị trí đầu bảng Fortune trong suốt 8 năm liên tiếp, tất cả là nhờ triết lý truyền đời của huyền thoại Sam Walton. Doanh nghiệp gia đình có thể tồn tại bao nhiêu thế hệ? Đây luôn là một chủ đề được quan tâm trong thế giới kinh doanh. Bởi dù triều đại gia tộc rực rỡ đến đâu thì vẫn có không ít trường hợp tiêu vong do thế hệ sau không đủ khả năng đảm nhận. Theo báo cáo khảo sát doanh nghiệp gia đình hiện đại Trung Quốc do Forbes công bố năm 2015, trong số 884 công ty gia đình niêm yết trên cổ phiếu A, chỉ có 111 công ty được kế thừa và chiếm 12,5%. Nhà kinh tế học người Mỹ Gregory Clark tin rằng ngay cả ở anh thời Trung Cổ đã có sự biến động giữa các tầng lớp xã hội khác nhau. Một nửa số con cái của các gia đình thuộc tầng lớp trên không thể tránh được cảnh thất thế. Tuy nhiên, trong lịch sử vẫn còn những gia tộc có thể duy trì gia sản cho nhiều thế hệ tương lai. Một ví dụ điển hình ở đây là gia đình Watton đứng sau công ty nổi tiếng của Mỹ Walmart. Từ doanh nhân Sam Watton vay cha vợ 20.000 USD để mở cửa hàng tạp hóa đầu tiên vào năm 1951 đến gia tộc giàu nhất thế giới vào năm 2019. Gia đình Watton cho đến nay đã trải qua ba thế hệ liên tục phát triển. Chủ nhân của Walmart chính là hình mẫu cho các doanh nhân ngày nay. Ngày một, một triều đại được tạo ra bởi nhà lãnh đạo giỏi toàn diện. Là gia đình giàu nhất thế giới, gia đình Watton nắm trong tay giá trị dòng lớn hơn của vua rừng Buffett. Trong bảng xếp hạng của Forbes về các gia đình giàu nhất Hoa Kỳ năm 2020, gia đình Watton đứng đầu danh sách. Các thành viên trong gia đình có tổng tài sản trị giá 247 tỷ USD. Gia đình này nắm giữ 48% cổ phần của Walmart, chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới. Câu chuyện về Walmart bắt nguồn từ người sáng lập Sam Watton. Ông sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma, Hoa Kỳ vào năm 1918. Giống như nhiều thanh niên Mỹ ở các thị trấn nhỏ, Sam đã làm nhiều công việc từ khi còn là một đứa trẻ như nuôi thỏ, vắt sữa bò, giao báo và làm bồi bàn trong một nhà hàng. Năm 1936, ông được nhận vào Đại học Missouri để học kinh tế. Trong những năm đại học, ông là cầu thủ chính của đội bóng đá và chủ tịch hội sinh viên. Có thể nói, Sam là sinh viên năm tốt điển hình phát triển toàn diện về đạo đức, trí tệ, thể chất, nghệ thuật và lao động từ khi còn nhỏ. Năm 1943, Sam kết hôn với Helen, người cũng xuất sắc không kém. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, họ mở một cửa hàng tạp hóa ở Newport, Arkansas. Sam mở cửa hàng Walmart đầu tiên vào năm 1962. Vào thời điểm ông qua đời năm 1992, Walmart đã là một công ty khổng lồ với 1.735 chi nhánh và doanh thu hàng năm là 43,5 tỷ USD. Kinh nghiệm thành công của Sam Burton có thể được tóm tắt như sau, hạ giá mua hàng hóa bằng cách mua số lượng lớn. Thực hiện khái niệm khách hàng là trên hết, khách hàng luôn đúng, chiến lược mở rộng thông minh. Ngoài ra, ông cũng là một người tham công tiếp việc như nhiều doanh nhân khác. Sam thường làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến 7 hoặc 8 giờ tối. Ngay cả khi gia đình đi nghỉ mát, ông vẫn đến kiểm tra cửa hàng địa phương của mình ở nơi vừa đặt chân đến. Mọi người đều hy vọng rằng cuộc sống có thể giống như kỳ nghỉ, nhưng Sam lại coi đi nghỉ cũng là công việc. Sau khi Sam Watson qua đời, dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý chuyên nghiệp Glad, Sotwit và con trai cả của ông là do bớt sơ, đi Pat mừng sờ to tiếp tục có động lực phát triển và doanh thu tiếp tục tăng theo cấp số nhân. 2. Bí mật thành công đằng sau gã khổng lồ Walmart Việc thừa kế di sản của gia đình Wharton ảnh hưởng rất nhiều từ quan điểm của vợ chồng Sam. Ông và vợ Helen đều là những người Mỹ điển hình đến từ các thị trấn nhỏ. Họ đặc biệt coi trọng mối quan hệ trong gia đình. Hai người luôn hòa thuận và là cặp vợ chồng điển hình ở một thị trấn nhỏ. Sự hài hòa và ổn định trong quan hệ vợ chồng là điều rất quan trọng đối với các doanh nhân. Nếu tình cảm vợ chồng rạn dạ nứt, các hoạt động kinh doanh và tích lũy tài sản đều bị ảnh hưởng. Giống như Rockefeller, Sam và vợ sống rất đạm bạc, nhưng lại có những yêu cầu khắt khe đối với con cái. Dù đã trở thành người giàu nhất quốc gia vào năm 1985, Sam Walton vẫn giữ thói quen mặc quần áo rẻ tiền và lái một chiếc xe bán tải cũ nát. Khi nói về việc giáo dục con cái, ông cho biết, "Các con tôi có thể cảm thấy rằng chúng bị sử dụng như nô lệ khi chúng còn nhỏ, bởi vì tôi rất bận rộn và không có thời gian để làm những việc như cắt cỏ, vậy chúng không làm thì còn ai khác?" tôi hy vọng điều này sẽ giúp chúng hiểu được giá trị của sức lao động do bớt sơ con trai cả của sam nhớ lại hồi đó chúng tôi luôn làm việc ở cửa hàng quét sàn và dọn hộp sau giờ học cha mẹ tôi cho chúng tôi ít tiền tiêu vặt hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa cha cũng yêu cầu tôi đầu tư tiền túi vào cửa hàng về sau khoản đầu tư này đã giúp tôi trả tiền mua nhà trước khi qua đời ông chủ của walmart đã để lại cuốn sách có tên thế giới giàu có ông từng tâm sự tôi xuất bản hồi ký chỉ để lưu giữ cho các cháu và chất của mình tôi hy vọng chúng sẽ không có thói quen ngông cuồng ba sự phân bố quyền lực trong thời kỳ hậu sam ông từng nói nếu bạn không thể đạt được mục tiêu mà cổ đông đặt ra cho bạn bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều tuy điều này sẽ khiến cổ phiếu của bạn bị thiệt hại một chút tạm thời nhưng về lâu dài sẽ không ảnh hưởng quá lớn miễn là bạn thực sự tiến về phía trước các nhà đầu tư vẫn sẽ ủng hộ bạn vì khoản đầu tư của họ sẽ tăng giá trong thời gian dài sau khi sam qua đời vấn đề người thừa kế của walmart trở thành ưu tiên hàng đầu cho sự tồn vong của công ty sam và vợ có ba con trai và một con gái mặc dù cả bốn đều thừa hưởng những đặc điểm của cha mẹ như học giỏi năng động nhưng họ lại không quan tâm đến hoạt động đặc thù của ngành bán lẻ ngoại trừ cậu con trai cả do bất sơ ba người con còn lại hầu như chưa bao giờ hỏi về chuyện của walmart do Bớt đã đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch, cố vấn pháp lý và các vị trí khác bên cạnh cha mình nhưng anh không phải là một nhà lãnh đạo giỏi tương tác với nhân viên. Dựa trên thực tế này, Sam đã thiết lập chính sách quản lý doanh nghiệp trước khi qua đời. Bốn người con của ông và vợ đều ủng hộ quyết định này. Sự chuyển giao quyền lực của Walmart một phần là do gia đình Walter luôn có mối quan hệ hòa thuận. Mặt khác, đó cũng là do Sam rất có uy tín trong công ty và gia đình. Nhiều năm sau, các giám đốc điều hành công ty vẫn nói về tư tưởng của Sam và đường lối của Sam khi thảo luận về các vấn đề ra quyết định kinh doanh. Có thể nói ông là một nhà lãnh đạo tinh thần bất tử cho Walmart. Sau Sam, Walmart không có nhà lãnh đạo quyền lực tuyệt đối và nó đã bước vào kỷ nguyên lãnh đạo tập thể. Ba người đứng đầu của công ty là giám đốc điều hành Glass, giám đốc điều hành sâu DeWitt và con trai cả do Bớt với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Con trai cả của Sam là một nhà lãnh đạo thận trọng anh hiếm khi nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Walmart đã phát triển nhanh chóng trong gần 30 năm theo mô hình lãnh đạo tập thể này. Năm 2015, do Berkshire đã chuyển giao chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cho con rể Jigol Lee và sự phát triển của huyền thoại Walmart vẫn được viết tiếp cho đến ngày nay. Những bài học từ đế chế của Sam Walton có thể được tóm tắt như sau. Trước hết, thế hệ doanh nhân đầu tiên cần có chiến lược ngay từ khi bắt đầu đồng thời quan tâm đến việc giáo dục con cái đặc biệt là thái độ của họ đối với cuộc sống gia đình và xã hội thứ hai thế hệ doanh nhân đầu tiên cần có đánh giá khách quan khi lựa chọn người kế thừa doanh nghiệp cuối cùng những người thừa kế trong gia đình phải có năng lực xử lý mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối quan hệ với các nhà quản lý chuyên nghiệp trong việc ra quyết định kinh doanh tổng hợp